xem chúng ta là gì của nhau, và người nhìn xem liệu thời gian kia có quá mau. Nhưng mình đâu không thể nói cho người ba câu, cùng chân phiền đâu chỉ gần bên em giữa bao lâu. Hãy nói anh nghe đi, trong tâm trí em giờ đây đang có điều gì? Điều gì? Chỉ có thể bỏ đi khi có tim gục ngã khiến ta liệu vì điều mắt em khi men say đã khiến anh nhớ em nơi nhiều khi. Sẽ đã lấy yêu em thương em đi cùng chân thế nhìn nghĩ nhiều đi. Màn em, màn thêm những nỗi lo nỗi buồn về em. Còn thời quên đi những lúc hai ta kề bên. Người chúng ta của những ngày tháng sau này, và là chúng ta như vậy hay là hai người cùng quen. Giờ lại cho qua baby, anh lại nhớ em. Wow. Khi yêu xưa cứ mãi lơ thơ trong tâm trí anh, đừng để em phải khóc giữa cơn mơ. Lời chuyện tình ta sẽ sớm phải thành phải không? Phải không? Dù cạnh bên như trái tim cả hai cứ như mùa đông. Không biết phải không chứ giờ cô lên chim hỏng mất lại thấy tình ta phải tàn rồi đó. Để lại dọc lấy mây em nói anh đừng để mong. Yeah. Khi chia tay thân thương một câu em không ngó nghe. Sao để khiến tâm trí không bị đền? Người cho anh xin một lần anh được có em, chỉ một lần nữa thôi. Nó nhóng làm gì? Nơi những nơi đau cho đôi mắt nhau, chỉ muốn chôn dấu môi đi thật sâu. Để lâu đi những vết thương không ai khâu sụt, nhưng đêm thâu nhưng đâu ai thấu. Nhìn lại xem để biết ta là gì của nhau. Nhìn lại xem nơi đâu đã tồn tại quá lâu. Vậy mà ta chỉ nói với nhau vài ba câu, rồi lặng im để cho tình yêu kia phai màu. Sai, chúng ta chỉ đang tin đồng cho mình hai vai. Cô số lấy cảm xúc vào trong không một ai hay. Tình cảm đã dần bắn không ta sẽ say bay. Em và em chẳng một ai sai. Chúng ta chỉ đang tin đồng cho mình hai vai. Cô số lấy cảm xúc vào trong không một ai hay. Tình cảm đã dần bắn không ta sẽ say bay. Em và em chẳng một ai sai. Chúng ta chỉ đang tin đồng cho mình hai vai. Cô số lấy cảm xúc vào trong không một ai hay. Tình cảm đã dần bắn không ta sẽ say bay. Trễ 3 phút là như vậy đó. Tôi làm thăm xong,
tôi liếc qua thấy cái tô, má tôi ngứa mắt quá, tôi cầm cái tô ngoài tôi rửa. Tôi cầm cái tô ngoài tôi gửi, mà gửi cho chạy đến like vậy má. Tao gửi cho chạy đến like vậy, tại vì tôi phải rửa xong rồi tôi chạy ra để tôi livestream liền. Xong nha, khi mà tôi chạy ra ngoài xong tôi đang rửa cái tô thì tôi thấy cái bọc rác kế bên. Thấy cái bọc rác kế bên tôi lại ngứa mắt quá. Tôi lại phải cầm cái bọc rác lên để tôi đi vứt. Sau tao cầm cái bọc rác lên, ok, tao cầm bọc rác tao đi lon ton tới cái thùng rác. Sau đó tao đút cái tô vô thùng rác và tao cầm bọc rác lên cái bàn cái đồ cái chén để tao rửa cái bọc rác. Sau đó mà tôi phát hiện ra được cái sự vô tri của tôi rồi, mắt tôi im lặng hơn là mẹ, chỗ đó có một mình tôi thôi, không ai thấy hết. Tôi mới lặng lẽ tôi cầm bọc rác, tôi đi lại cái thùng rác, lấy cái tô ra rồi bỏ lại bọc rác vô trong, thế tôi đi lên trên tôi rửa cái tô. Ok chưa? Và cái bồn rửa bát đó mọi người, thì cái bồn rửa bát nó rất là nhiều đồ, tôi chưa có rửa. Tôi đợi là dồn tới tối đây tôi rửa luôn. Nhưng mà cái tô này là cái tô từ hôm qua nên bây giờ phải tôi phải rửa. Nếu mà tôi không rửa thì nó sẽ bị cứng đồ ăn, nó là rất là khó rửa, đúng không? Tao rửa tô, tao cầm cái đồ chà này tao chà cái tô. Tao chà như chà DJ gì đó, chà muốn gãy cái tay luôn. Chà sạch sẽ cái tô rồi tao bỏ xuống lại cái đống đồ dơ. Vô chi nó một cách mà tao không thể nào mà chấp nhận được, thề. Vô chi không thể nào chấp nhận được luôn. Xong rồi xíu nó phải ra rửa lại nè. Rồi tới anh em đó, tới anh em đó, tôi rồi giờ tới anh em đó. Vậy Phương có đâu? Em đói mà em vô nhà vệ sinh kiếm gì đó ăn, từ đó có tên là Phân nha. Anh hiểu tại sao mày đặt tên là Phân có đâu rồi? Anh hiểu tại sao mày đặt tên là Phân có đâu rồi? Mình đói bụng mình đi ra đường, mình đi kiếm hàng quán, mình mua mình ăn, mình mở tủ lạnh mình ăn, chứ tại sao mày đói bụng mà mày vô nhà vệ sinh mày kiếm cái gì vậy chậm đây mày ăn? Hả Phân? Mày vô nhà vệ sinh mày kiếm cái gì vậy chậm đây mày ăn? Em cũng có một vài lần vô chi. Nhiều lúc em đi lanh quanh định làm gì đó, rồi đi một hồi cái quên luôn phải làm gì. Thì giống vậy là ban đầu mày có biết mày phải làm gì đâu. Unity chào. Ủa giống như ban đầu em đâu biết mày phải làm gì đâu. Thì mày đi vòng vòng một hồi là mày không biết làm gì là đúng rồi, chứ làm sao mà mày quên cái việc mà mày không muốn làm gì được. Sồ xinh gái quá trời, cảm ơn lý nha. Thật chết là bắt kinh của tôi đâu. Ủa không đọc tiêu đề hả ba? Không đọc tiêu đề hả? Vô coi live stream không đọc tiêu đề hả? Trước khi live stream mình phải đọc tiêu đề chứ, để coi người ta lâm năng người ta like cái gì chứ, đúng không? Chơi game gì vậy ông già, rồi đó thêm đứa vô chi nữa rồi đó. Đọc cái tiêu đề đi ông nội. Trời ơi, thường khi mà tôi live stream tôi sẽ để cái tên game ở cuối cái tiêu đề của tôi, đằng sau dấu sẹt đó nha. Nè, tôi chơi game kinh dị nhưng không sợ. Gạch đầu anh kép đã bắt cơm, thấy cái tên không? Làm ơn sau này vô coi live stream nhìn cái tôi đề, nghe chưa? Tôi live stream rồi tao cũng để cái tôi đề mà sao tụi bay cứ vô tụi bay hỏi tao là cái gì vậy? Là sao? Nhiều lúc không muốn hỗn đâu, nhiều lúc không muốn hỗn đâu, nhiều lúc mình không muốn hỗn đâu. Nói thiệt là nhiều lúc mình không có muốn hỗn đâu, nhưng mà mày, cuộc sống nó bắt mình hỗn, mọi người hiểu không? Hiểu không? Tôi tốn thời gian, tôi tốn chất xám, tôi nặng ra một cái tiêu đề. Đọc vô là muốn coi cái livestream, đọc vô là bắt mắt, đọc vô là một cái là biết đầy đủ là hôm nay chúng ta sẽ làm những gì và ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi game gì. Trời ơi, tao dành một thời gian dài để tao đọc cái tên livestream. Tao đặt cái tên livestream, tao dán cái bích lên livestream của tao. Sao tao bật livestream vô, xong rồi nó vô livestream của tao, nó hỏi anh ơi hôm nay live gì? Loài người dạo này như thế nào mọi người? Loài người dạo này bị sao á? Quá loài người dạo này sao á? Rõ ràng là mình để dưới livestream cái tên rồi mà mọi người. Mọi người, rõ ràng là tôi để cái tên game dưới tiêu đề rồi mà. Đọc tiêu đề nha, đọc tiêu đề trước khi hỏi nha. Dạ mình đọc tiêu đề trước khi hỏi nha. Hỏi nhiều streamer cay á. Mình hỏi nhiều quá mà streamer nó bị cay á. Gì đây? Em đang nặng đất sét hình anh, xong có mấy cái rác ở bên cạnh em ngứa mắt, em đi vứt thì vứt luôn cái tượng hình anh. Má nó cũng là vô chi á, nhưng mà sao cái sự vô chi của bạn khiến tôi cay ta? Sao cái sự vô chi của bạn nó lại khiến tôi cay ta? Anh có bao giờ kể chuyện hài mà không ai cười không anh? Có chứ. Tại vì á, thường á, mọi người hiểu không? Loài người của chúng ta là nó có một cái rất là hay, đó chính là thước đo của gọi là cái sự hài hước, hiểu không?
Tức là những cái câu chuyện cười ở trên thế giới này không có câu chuyện nào là cái câu chuyện là không mắc cười hết. Nó không có tồn tại những cái câu chuyện không mắc cười. Nó chỉ tồn tại là cái mức độ mắc cười thôi mọi người, hiểu không? Thì anh em quay lại rồi ấy, coi vít em mới ra gần đây và cho em cảm nghĩ đi anh ba. Dạ hai đắc kinh nha, chào đâu em, cảm ơn em đã đưa cho anh và hẹn gặp lại lộn. Không bao giờ gặp lại cái gì rồi. Rất vui vì gặp lại em. Nói chung là xíu nữa ở đây chim anh vô coi thử nhà bộ tập sói đúng không? Chứ lên coi ha, bạn nào muốn đăng gì lên trên cho mình gửi cho mình thì lên bộ tập sói nha. Thì á, mình nói tới đâu ta? À, loài người á, thì mỗi người sẽ có một cái thước đo, sẽ có một cái mức độ khiến cho người ta mắc cười nha. Anh em tưởng tượng có một cái đường thẳng ở đây. Đây là cái đường gọi là những câu chuyện bình thường. Khi mà anh em kể những câu chuyện ở trên cái đường này, với mức độ ở trên cái đường thẳng này, thì nó là những câu chuyện bình thường, nghe vô đéo ai mắc cười hết. Tiếp theo là ở dưới nha, cái đường thẳng nằm ở đây. Và tiếp theo là ở dưới. Ở dưới là âm rồi đó, là mấy thằng mà nó kể chuyện buồn rồi đó ha. Mấy cái chuyện mà gọi là đọc vô là thấy ra nước mắt rồi đó, đọc vô là thấy là cảm xúc tràn trề rồi đó ha. Và thứ hai là những cái thằng mà nhạt nhạt nó sẽ nằm ở dưới đây đó. Và tiếp theo là những câu chuyện cười, nó sẽ đi lên đây. Nó sẽ đi từng mức độ 1, 2, 3, 4, 5 đó. Và tùy người, người ta sẽ có những câu chuyện cười để khiến cho người ta mắc cười. Ví dụ như có người, người ta sẽ cười ở mức độ 1, có người là phải lên tới mức độ 5 người ta mới mắc cười, đúng không? Còn có những hàng mà nó đứt dây thần kinh cười luôn, mình kể chuyện cười hoài nó không mắc cười đó, lại nói là những hàng là nó không biết cười nữa, đúng không? Và tôi á, tôi là một thằng thuộc cái tiếp gọi là chỉ cần hơi mắc cười thôi là má tao ngồi tao cười tới sáng luôn. Nó chỉ cần hơi mắc cười thôi là tao ngồi tao cười tới sáng luôn. Nên là đôi lúc á, tôi muốn chia sẻ một cái gì đó khiến cho tôi cười. Và tôi đang chơi với một người đó, ai em cũng biết người này, dịch tí hơn, ok chưa? Bà này bà trái ngược hoàn toàn với tôi. Tôi là một người là chỉ cần gọi là mức độ 1, cái mức độ cười nó nằm ở cái mức 1 thôi là tôi đã cười rồi. Còn bà nội dịch là cái mức độ cười nó phải nằm ở mức 10, hiểu không? Là cái câu chuyện mắc cười đó là nó phải mắc cười gấp 10 lần cái câu chuyện mà tôi cảm thấy mắc cười thì bà mới cười được. Cái xong rồi cứ mỗi lần mà tôi lướt tóc tóc mà tôi cứ thấy cái gì nó mà vui vui á, mà nó hay hay á, tôi lướt xe cho bà, không tao cười quá chứ cười xe cho bà nè coi đi. Thế bà coi hết video xong bà nhìn mặt ta một cái ánh mắt rất là chịu mến. Gà bắt cười chưa? Là tới động mắc cười chưa? Là cái này là hài đó hả? Là cái này là vui chưa? Nhiều lúc cay lắm mọi người, nhiều lúc cay lắm mọi người, hiểu không? Nhiều lúc cay lắm nhưng mà thôi chịu thôi, tại vì cái đó là mức độ mắc cười của mỗi người mỗi khác nhau mà. Nhiều lúc mà tôi kể chuyện cười có nhiều người ta đâu cười được đâu đó, ví dụ như mấy đứa trên livestream nữa, không kể chuyện không mắc cười nữa đâu, đứa nào like đâu đó, coi livestream mà đứa nào like đâu, ngồi coi tới cuối luôn mà vẫn không bấm like mà. Rồi định chơi với lớp xong cái em quên, lớp qua rủ em mới nhớ, xứng đáng bị ế nha em, xứng đáng ế nha. Cho hỏi những lời yêu thương, anh thích quần hồng hay vàng, anh có mê bánh tuổi thơ hem, anh có muốn thử chờ chơi giải đáp mini không, ba he he tsk anh vì trả lời. Anh thích quần màu vàng nha, anh thích quần màu vàng. Bánh tuổi thơ thì anh thích cái mì trẻ em, mì trẻ em không phải bánh, bánh tuổi thơ thì có, hồi xưa thì ăn nhiều bánh lắm. Thích chơi mini không phải có chứ. Thích chơi mini mới làm chim ơn nè. Nó làm chim ơn ngày nào có mini game để chơi mà mini game nào gọi là hờ lờ không à. Em trốn lại anh của anh được 2 tháng rồi. Sao thôi giờ em trốn tiếp mày nữa. Cách ủng hộ live stream như Sigo là trốn lại. Ai dạy vậy? Ai dạy? Ai dạy cái thói đó? Ai dạy cái thói thì ủng hộ live stream là trốn lại. Ai dạy? Sáng nay rửa chén quay qua gặp con dán má gặp tao là tao quăng cái chén rồi. Gặp tao là tao quăng cái chén tao chạy rồi. Không bình tĩnh ngồi đó để nhìn con dán sao để miêu tả là để kể cho tôi nghe đâu. Trời ơi. Game này có sợ không anh? Hi Harry, em nhìn kỹ cái mặt anh à. Em nghiêm túc và một lần em gọi là nhìn kỹ thật kỹ qua cái mặt anh. Nhìn kỹ không? Em nghĩ nó có đáng sợ không? Em nghĩ nó có đáng sợ không? Cái tự trả lời nha. Anh uống nước gì mà đen thui vậy? À tôi đang uống thảo dược mọi người à. Mọi người biết mấy cái thảo dược mà ta hay bẻ lá cây rồi ta nhắm vô nước sôi rồi đó không? Thảo dược mọi người. Thảo dược đừng có gì Pepsi nha.
anh chơi game gì má nữa, thêm đứa nữa đó. Thêm một đứa nữa. Dạ, con kính mời các thượng đế đọc tiêu đề ạ. Dạ con kính mời các thượng đế đọc tiêu đề. Dạ tên game con để hết lên tiêu đề. Dạ dưới đây nè. Chính xác là vị trí này luôn. Dạ tên game con để dưới nha má. Dạ. Dạ các thượng đế vô coi livestream, các thượng đế nhớ đọc tiêu đề giùm con nha. Dạ để nguyên cái tên trình đình đợt kép đã bắt gấm dưới xong vô đây hỏi hôm nay anh like game gì. Rồi ví dụ như mà không biết hôm nay mình like game gì đi ha. Đọc cái tiêu đề ví dụ như rồi là tôi chơi game kinh dị nhưng không sợ thì cũng biết hôm nay tôi chơi game kinh dị chứ. Ờ hôm bữa tôi để tiêu đề chơi vậy nè. Tôi cũng để là tôi chơi game kinh dị. Cái hả có bạn vô hỏi. Anh chơi game kinh dị đi. Ủa em là những comment đó là anh em comment em hỏi thiệt phải không? Để tôi biết để tôi không bị cay á mọi người. Để tôi biết tôi không có bị cay á má. Mai mini ao làng đi anh. Ok em luôn nha. Mai mini ao làng nha. Có bữa thèm sô cô la xong thấy con chó đang dơ nha, phân dơ nha, rất là dơ nha. Nha, cái câu chuyện nó rất là dơ nha. Đừng có như vậy nữa nha em. Vô chi của em là em đang đi em thấy con chó đi ẻ. Thấy ghét quá cầm cái chén có đồ ăn của em quăng vô nó. Rồi cái đồ ăn đó dính. Xin lỗi mày bóng con lan. Rồi tao hết thức ăn rồi. Xin lỗi mày. Tí nữa like xong ăn sao nha. Chạy đi mai chạy đến like em à. Mai chạy đến like mini world tiếp. Mini world tháng này anh toàn phải like thêm 2 like. Ôi không, ngày mai với ngày mốt không có like được nha mọi người. Quên ngày mai với ngày mốt không có like. Không biết ngày mốt có like không nhưng mà ngày mai chắc chắn là không có like. Bởi vì ngày mai với ngày mốt là tôi phải đi xuống Vũng Tàu. Tôi đi thực hiện một cái chuyến đi. Đi chơi với bạn của tôi. Ngày mai ngày mốt không có like nha mọi người ơi. Hôm nay thứ mấy nha? Hôm nay là thứ 6. Ngày mai thứ 7, ngày mốt à. Chỉ mỗi ngày mai không có like thôi. Còn chủ nhật bình thường là mình không có like rồi. Nên là không tính tiền ha. Không tính tiền ngày chủ nhật ha. Được rồi. Và bây giờ thì để coi GB nó tắt xong chưa nhỉ. GB ơi. Em đây. Vô chưa? Vô rồi anh ơi. Vô rồi đúng không? Mà đợi vài phút anh ơi. Gì nữa? Em li nốt tô cơm cái. Giờ không có đợi, vô giờ vô là chơi chứ không có đợi. Giờ vừa ăn vừa ai, vừa ăn vừa chơi đi. Không, sắp xong rồi, thì anh tạo phòng đi, anh tạo phòng là em ăn xong luôn. Ok, được rồi. Ok, bây giờ mình xin phép mình sẽ tắt nhạc cho mọi người. Rồi, bật like top. Anh em chờ tôi 5 giây, tôi bật like top cái. Trời ơi, cái mít anh lớn quá đúng không? Mít anh robot quá anh luôn. Alo, hết robot chưa? Trời em hết nghe, em hết nghe luôn á. Hết nghe gì? Alo, GB ơi. Ủa? GB ơi. GB. Ba. Ủa sao lúc nghe lúc không vậy? Ủa là sao nữa ba? Alo, nghe không? Rồi bật like. Ok nghe anh nhưng mà lâu lâu bị mất chữ anh, lâu chữ có chữ không. Rồi ok. Ok và chào mừng 500 anh em đã quay trở lại với kênh livestream ở trên IT với cả là chơi top của tôi. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với tựa game là Chat Bắt Gum nha mọi người. Đây là một tựa game kinh dị và có những cái hình ảnh là nó hơi hướng kinh dị và ám ảnh một chút. Lưu ý là anh em nào mà gọi là đang trong lứa tuổi đang mang thai, đàn ông đang cho con bú và trẻ em vừa mới chào đời thì lưu ý là không có coi game này nha. Game này rất là kinh dị nha mọi người. Mọi người có bệnh tiền sử bị bệnh tim mạch mà cảm thấy là mình không có bị ảnh hưởng cái vấn đề gì khi mà bị hù á thì hãy coi cái game này. Chứ mà tụi bay hỏi ba banh tim mà tụi bay vô coi cái livestream này là ngày mai tụi bay đi luôn đó nha. Đừng có mạo hiểm mạng sống mình nha mọi người. Ủa mà GB ơi sao anh chép mình bắt gum, hình như hôm bữa là mày tạo phòng đúng không GB? Anh tạo mà anh tạo đây em vô phần new game có cái phòng nào. Ôi anh vô gì vậy là phải chia lại từ đầu hả?
Anh tạo anh mời em mà, em đâu có tạo đâu. Anh Ủa vậy sao tạo anh vô single play nó không có một cái gì hết vậy? multi layer này, git server coi. Rồi anh hiểu tại sao bất kỳ ai chơi là cái bài update này cũng ra lại từ đầu đó mày ơi. Ủa? Con mở ra anh hiểu tại sao cái bài update này ai chơi cũng chơi lại từ đầu rồi đó mày. Ủa có luôn hả? Ừ. Tức Ủa anh có coi người ta chơi chưa mà anh biết? là hôm bữa là anh lướt không vòng YouTube thì anh thấy là có người người ta kiểu chơi lại cái game này, thì anh hỏi là ủa game này game cũ mà tại sao lại có người chơi lại, sao lại thấy là người ta chơi bằng update nhưng mà mẹ ai cũng chơi lại đó. What the hell. Ủa phải không? Phải ai cũng chơi lại không? Đâu phải đâu. Chứ giờ mày Đâu chơi anh lên thử bấm vô multiplayer xong anh gip gip server coi. multiplayer, anh create server rồi, nó không có bất kỳ một cái map nào hết, nó không có map nào luôn. Trời ơi. Rồi giờ chơi lại từ đầu à? Không sao, anh em mình có kinh nghiệm mà. À đúng rồi nè. Không, biết đâu chia lại từ đầu nó sửa cái gì sau anh nó hay hơn. Ừ đúng 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 đúng, đây anh mời mày nè. Rồi đó, Thử cái đi. vô đi. Được rồi, chào mừng em đã quay trở lại Ok. với tựa game Minecraft The Back Room. Đây là một tựa game mà mình đã từng chơi rồi và bây giờ là nó đang có một cái bản update cực kỳ đỉnh cao siêu cấp VIP màu đồ luôn. Tuy nhiên thì là phải chơi lại từ đầu, con ngựa đó. Giờ tôi với GB phải chơi lại từ đầu. Ok, và nếu như bạn nào, dành cho bạn nào không biết thì người em đang chơi chung với mình là người em GB nha mọi người. Đó, Đồ. gay Cái gì bỏ đi. boy. Anh Rồi, Son vẫn còn nhắc cái đó nha. red đi đi, red đi đi. Rồi, ok, start game. Gì đây? Ok. Sale name must be between one Không. and 16 character. À, ok, sale name đúng không? Sờ chim. Sờ chim, ok, rồi. Vô. Ê, em lại quên hết rồi nha, em không nhớ cái đường đi gì đâu á. Mình cũng đâu cần nhớ đường đi đâu cơ bơi, nhưng mà mình vô trong đó là mình sẽ nhớ. Rồi, con ngựa nó chơi lại từ đầu thiệt mày ơi. Má, mày đâu rồi? Cơ bơi ơi. Từ em bên phải anh. À đây đây đây, thấy mày rồi, thấy mày rồi, thấy mày rồi. À vẫn là cái tấm này Ok, mày vẫn còn nhớ cái vô map này đúng không? Mày vẫn nhớ map này đúng không? nhớ mà, nhưng mà không biết đường đi thôi. Không biết được, không, tất nhiên là không phải nhớ đường đi rồi, mày nhớ đường đi mày thắng nha. Alo, Ai vô? cảm giác chạy nhanh hơn. Ủa sao bây giờ có thở nữa nè? Có thở hả? Stamina, Thở stamina, 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 stamina. nằm đâu vậy? Không biết nhưng mà Không, hình nó như không có là hiện lên, nó không có hiện nó lên. không, nó không hiện lên thanh stamina cho mình. Từ từ. Ai hình như em Từ từ nhớ từ từ. đường của con boss đó anh đây, nó Từ bên từ, này thôi nè. từ 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 từ. Bật tiếng to lên mọi người ơi, tôi phải bật tiếng to lên để tôi nghe tiếng của mấy con quái. Rồi, ok. Ê! Ủa tôi dặn ra rồi. Xin lỗi, anh bấm lộn. Anh bấm lộn quýt Trời ơi, Mày mới đang follow nhảy. nè. Cảm ơn bạn Gozo nha. Cảm ơn bạn đã đến với livestream của mình. Rồi đây để Ủa, mình. anh bấm boost game ra, nó có lưu, nó tự động lưu lại cho mình không? Ủa sao nó không có lưu cái gì hết trơn á mày ơi. À đây đây, Nó không có lưu rồi. lưu, có lưu, có lưu, có lưu, có lưu, có lưu. À vậy là đừng có nói hồi trước mình chơi mình không có lưu nha. Có chứ. Hôm trước mình chơi mấy phần rồi mà có lưu mà ta. Có lưu, có lưu. Coi nó có nằm đâu trong máy không, hay anh có gỡ game ra không? Không, nó đâu gỡ game ra đâu, nó chỉ game update thôi, anh chưa hề gỡ game ra luôn. Anh ơi mấy con quái trong đây nó ghê không? Không biết ghê không nhưng mà đứa nào mà đang có tiền sử là bị bệnh tim hay là cái gì đó là nên không không nên coi game này nha, tại vì game này nó có jump scare á mọi người. Game này nó ke dữ lắm nha. Nha, game này nó ke dữ lắm á. Chơi game này đặc biệt là cẩn thận á. Anh em nào mà gọi là không 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 tốt về cái khoản gọi là chịu đựng gọi là cái sự hù thì không nên coi nha. Nhưng mà chắc ai cũng coi được. GB đâu? Ủa? Ê, hình như bây giờ nó lưu theo level GB ơi. Ừ đúng rồi. Đây, thấy GB rồi nè. Mày bấm con đang ăn. Mày bấm con đang ăn rồi GB. Ăn xong rồi em khui lon nước em uống. Rồi, bây giờ để xác nhận danh tính. Ô lấy lấy cái đó ra, lúc nào em quên rồi. Nút C, nút C. Ba ba bấm nút C, bấm nút C rồi. đây GB nha, Rồi, ok. Rồi, xác nhận danh tính. Ok GB nha. nha. Rồi, bây giờ là GB nó vẫn còn nhớ cái đường đi của cái con quái mọi người ơi, còn tôi thì tôi quên hết Rồi bây giờ cha là nữa rồi. đi đi thẳng, đi thẳng. Ở đâu vậy, ở đâu vậy? Khoan Ở đây khoan, bên hình kia. như đi thẳng đây đây, bây giờ đi kiếm nó trước anh, Ủa đi mày kiếm đâu? nó ghẹo ghẹo nó Mày chắc là mày hả? ghẹo không? Đây có stamina mà đi một hồi mày thở với con cờ hó gì á. Ủa hồi trước có không anh, trước có stamina không? Hình như hồi trước cũng có á, nhưng mà hồi trước hình như nó lâu hơn giờ đúng không? Không biết nó có đét cái này không nữa. Không Đây nhưng hình như mà nó bên này nè, bên này nè, bên này nè. nhưng mà anh hồi nãy anh đọc á thì nó kêu là cái bản này là cái bản big update. À, bit update à? Ừ.
Thì chắc là anh em mình đi được nhiều quá. Nhưng mà trời ơi, hồi trước mình chơi lâu, bây giờ mình đi tại đầu là anh phải chim thêm mấy buổi nữa. Ừ, anh nghĩ là phải chim mấy buổi nữa đó ba. Ê, mà quan trọng là bây giờ cái đường kiếm đi đâu mày? Ừ em quên rồi, thôi cứ đi mò từ đi. Đấy, hình như bên này nè. Là anh đi thẳng là hình như gặp nó. Đi dưới đi. Không. Cái cửa nè, ôi. À, cửa này. Không Mở mở ra được. rồi. Tạm Thôi cửa được. nha. Nào làm gì bậy bạ chúng nó, mở cửa ra đây. FBI Anh đâu gô bên thấy cái đó đầu em cơ? nghiêng không? Anh gô thấy đầu em nghiêng không? Không, không thấy. Bấm E. Anh nghiêng đường này nhưng mà anh không thấy mày nghiêng. Hình như là cái animation của em này nó vẫn cú chuối như ngày nào mày. Ừ, nó không có hiện cho người khác thấy Ừ, nhỉ. nó không hiện cho có Đi anh ơi. cái chỗ này quen quen mày. Cái chỗ này như bữa anh em mình bị dí nữa phải không? Ê, tao nghe Ôi tiếng chân rồi mày ơi. trời. Không, em nhớ mà, lúc mà nó xuất hiện thì nó sẽ có cái tiếng gõ cửa. Không. Nó sẽ Ừ đúng rồi, anh nghe tiếng cốc 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 là con nó chuẩn bị tới đó. Rồi chừng nào mình mới gõ cửa để mình đi ra ngoài được. Đấy giờ giờ đi Bây mò thôi, không nhớ đường, em anh đi mò. giờ tụi tôi không dám tách nhau ra mọi người à, tại vì trong đây nó khó tìm đường tìm nhau lắm. Mò đi. Bên đây có không ta? Bên đây có đường đi không ta? Trời má, bên đây không có đường đi luôn. Mày ơi, Ủa anh đâu? anh này này, game này có ghê không anh? Không em ơi, game này chơi coi giật mình nó chúng mới ghê nha em. À, mình đây giống ghê. Anh ơi, mê cung khó đi. Rồi lại về chỗ cũ rồi. Mình đi qua đây. Ông mày đâu rồi cậu bé? Cậu bé ơi, quay lại Thôi, chứ. chia ra đi. Chia ra Chia đi. hả? Ok. Mở cửa được anh ơi hả? Ủa mở cửa được hay là phải kiếm chìa khóa đúng không? Ừ không thôi thì phải kiếm chìa khóa, em anh leo lên cái chỗ gì để kiếm chìa khóa. Đâu, hồi đợt là cái chỗ kiếm chìa khóa để mình mở cái ống thông cống. Ủa Cái cửa này, cái cửa nó mới thêm vô ông nội ơi. đây đây em kiếm được rồi. Ở đâu vậy? Đây trời, đúng cái chỗ ngày xưa em anh đi luôn nè. Đâu, 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 đâu. Ngày xưa gì mới có mấy tháng nha. Gần năm chứ mấy. Rồi em leo lên rồi, ngày xưa là anh leo, giờ là em leo. Tại em lấy được cây gì nha. Ơi mày đâu rồi? Đây Chết em cha, đứng đây em anh đi đợi xa quá rồi. Rồi bơi ơi. thôi, mình chỉ cần lầm lẹ qua màn này thôi. Ủa Thôi nhưng mà được. con kia đâu rồi, con kia mất rồi à? Không, nó tùy 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 lúc nó mới xuất hiện chứ đâu phải lúc nào cũng xuất hiện mấy. Ủa hồi nãy em đi đường nào rồi bế? Ủa, trong đây nó có chế độ khó với dễ rồi cái thứ mà con. Có, anh chờ chế độ bình thường. Ok. Ủa em đâu rồi cơ? Bây giờ anh hỏi em đâu rồi làm sao em biết em đâu? Cái này đường chỉ sao? À, em về chỗ cũ rồi, em về chỗ lúc mà mới bắt đầu á, có cái tờ giấy dán cái con đó lên á, anh nhớ đường lại đây không? Mày nhớ cái đường đi qua cái cửa không? Anh nhớ mang máng để đi thử. Anh đang ở chỗ cái cửa nè. Anh vào hét Rồi đi tên luôn. đi, chào bạn Ngọc Duyên. Để bắt tao chơi game kinh dị mà tao bắt tao hét nữa. Tí hỏi mấy lần nghe hét nha em. Chết Anh rồi. đi tới cuối đường đi, anh đi tới cuối đường đi. Oh shit, Ủa? cái cửa đâu rồi? Em đi tới cái khe nè. Ui, ở đây có cái khe này. Có Đây khe nè. nhìn qua được bên kia này. Ô ô Đây em ô ô nè. ô đây 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 đây. Đã anh nhìn thấy khe không? Đây đây đây, nghe nhìn nó được cái gì Có vậy? nhìn qua được bên kia luôn á. Ồ, vô được không? Vô Rồi, được không? em có cây giờ giờ đi mở cửa Ok, mở cửa à. Đọc tên em thôi. À nhẹ nhầm, nhàng mở nha. mở mở cổng chứ quên. À chào bạn Hình như đi bên này Thiên. đúng Ủa, cái cổng đâu nè, mày tìm thấy cái cổng Chưa 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 chưa. chưa? Tôi tìm thấy cổng luôn. Cái cửa đâu đâu, mở thử cái cửa của anh coi. Hy vọng anh không Cửa sợ anh ở như tiêu đâu? đề em đang đeo đây nghe nữa. Em yên tâm, dăm ba cái game kinh dị này anh như bơi chơi hết em ơi. Anh dù Chưa anh sợ nhưng mà thằng em anh không sợ nha em. mà. Ê hình như cái chỗ này mày ơi, hình như cái chỗ dẫn qua cổng đó, đúng không? Em không nhớ. Thời đợt chính xác là mình bị con quái nó dí ngay cái chỗ có mấy cái cột này Hình như vậy anh ạ. À, cứ đi đi thẳng đi. nè. Ừ, đi thẳng Đi đi. thẳng qua phải. Còn không thì ê đây 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 đây, chỗ này chính Không, xác cái chỗ này. chỗ này là chỗ nào em lấy kỳ. Lấy
kỳ hả? Anh nhớ không nhầm. Đó, nhớ. Lấy cái kỳ ở trên đó đó. Ê, hay là mở cái cửa ta. Đâu cửa đâu, dắt em lại cái cửa đi. À mở cửa, các bạn kêu mở cửa. Đây đây, đi qua đây, đi qua đây, đi qua đây. Dắt dắt em lại cho mở cửa đi. Đâu em đâu? Em sau lưng anh nè. À đây đây đây, ok ok. Anh đi đi, em đi theo được. Anh nhớ không nhầm thì cái cửa bên đây nè. Còn nếu như mà đi sai thì coi như là nhớ nhầm. Đây, hồi nãy cái cửa vòng vòng bên đây hay sao nè. Đâu? Con ngựa đang hoảng, nó gọi là gì anh? Hoảng hốt. Ủa đâu ta? Ủa nó nhớ thấy cái cửa đây mà ta. Anh em có nhớ cái cửa đâu không anh em? Trời ơi, bây giờ anh hỏi khán giả rồi sao người ta chỉ được. Nó đi bây giờ lú rồi. Bật nhạc đi anh. Tự... Trời game anh này mà bật nhạc chơi đi. Nó không còn sợ nữa anh em à. Game này bật nhạc chơi không còn sợ nữa. Ừ, đúng rồi, game này chơi không bật nhạc được. Ừ. Đi thẳng đi, để đi thẳng có đường quẹo kìa. Anh nhớ không nhầm là hồi đợt là con quái vật nó nằm ở đây nè. Nằm ở trong đây nè. Sao giờ nó không ra, nó hù nữa ta, nó không ra nó đuổi nữa nha. Không biết. Rồi anh nhớ level này level 0 mà, level 0 thì thường nó... À đây 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 đây. Ngày xưa nó dí em, đập em trong này nè. Nè, cống cống nè. Không mở được anh ơi. Mày lấy cái tên làm gì? Cái tên nó nại không ra được. Nhưng mà không mở được anh ơi. Vậy đi ra đây, đi ra không. Đây. Ủa cái chỗ Ủa, này... cái kho đồ mở lên sao vậy? Kho đồ hả? Kho đồ chứ y. Ui. Chứ à quên mất. Cái game này nó còn cả cái độ độ tỉnh táo, nữa. Rồi à. Đi ra đây rồi bơi. Ủa anh đâu? Anh đâu mất rồi? Qua đây nè, qua đây nè, qua đây nè. À ok. Chào buổi sáng anh Go. Ủa giờ mấy giờ mà buổi sáng? Trời má, giờ 9 giờ tối nó kêu buổi sáng. Ừ chào buổi sáng em nha. Ôi bạn nào Ủa, mà coi coi bên TikTok của tôi dưới chỗ này. Nãy đây đây cái chỗ có tờ giấy nè. Không, anh nhớ là cái cửa nó nằm gần cái chỗ có tờ giấy á mày ơi. Bạn nào mà ghé qua kênh TikTok của tôi thì mọi người nhớ đây là một follow với lại một team giúp tôi nha. Đây hình như cửa bên đây nè, anh nhớ là cửa bên đây. Đây anh nhớ không lầm là cửa nằm bên đây. Còn không có cửa thì coi như mình nhớ lầm đi. Đi lẹ đi. Mày anh nhảy không? Thấy à. Mày thấy anh nhảy anh có co cái chân lên không? Đâu anh nhảy lại. Không anh ơi. Không coi chân à? Trời ơi tưởng đâu coi chân thì nhảy giống đục kích được. Trời ơi lâu quá anh ơi. Anh có thật sự làm nhớ không vậy? Hình như là không mày ơi. Cửa đâu? Anh dắt em đi tùm lum á. Không bây giờ anh thấy là để mày dắt ok hơn á. Tại nãy mày dắt cái tìm được cái cửa luôn mày dắt đi. Nice. À để cho thằng mù đường đi dắt đi, dẫn đường rồi chết luôn. Em tưởng anh chi nhớ đường chứ. Nhớ đường Minecraft thôi ba. Cái đường này quằn quèo quá sao nhớ. Anh chơi Resident Evil 8 đi, game hài mới vui lắm, mày đừng dụ tao. Resident Evil là game kinh dị mà ông nội em gì kinh dị mà vui. Trần đời đó là game kinh dị rồi, nó không có vui nha. Ờ, nhìn bên đây coi có. Chắc không có chắc là đi đúng đường không? Có. Quẹo quẹo phải anh ơi, bên em có quẹo phải. Bên này nè. Sợ không anh, chứ em sợ lắm. Anh không sợ em ơi. Mà dù anh có sợ đi nữa thằng em anh cũng không sợ. Đâu em cũng sợ à. Nhưng đâu gan ma nhảy vô mặt mình phải sợ chứ. Nó giật mình chứ nó phải sợ mày. Rồi cái cửa đâu? Cái cửa đâu? Cái cửa vô. Ra tờ rồi. Giấy rồi anh đi thẳng. Ôi mấy bạn nhớ đường mấy bạn kêu ra tờ giấy đi. Ủa ba sao đi làm không? Rồi lại chỗ cũ luôn. Thôi xong. Từ từ ra ngược lại tờ giấy mày ơi. Ra ngược lại tờ giấy mấy bạn kêu là ra tờ hồi giấy. Hồi nãy em thấy có hai chỗ có tờ giấy chứ không phải một chỗ đâu nha. Hai chỗ có tờ giấy luôn á. Thì cứ ra lại tờ giấy là được. Anh là ai vậy? À, tên mình ở trên đó mọi người. Tên top của mình là Sido chơi game nha mọi người ơi. Còn tên IT của mình là Sigo Gaming nha. Mọi người muốn coi ở đâu cũng được. Không, hồi nãy anh nhớ là cái cửa nó nằm ở cái đoạn này nè. Nhưng mà sao tự nhiên bây giờ đi lại thì không thấy cái cửa nữa. Rồi xong, mình sẽ kẹt mãi ở khu này. Mình sẽ ở khu này suốt đời. Không, hồi nãy nhớ là cái cửa nằm ở đây, vòng vòng đâu đây nè. Đây. Thấy chưa, anh nói là anh nhớ mà. Anh nhớ được, quá ơi. Quá ơi. Ây da, ây da.
lúc này cái đoạn này trải qua rồi, giả bộ ngạc nhiên thôi mọi người, giả bộ ngạc nhiên thôi rồi bơi ha. Em chưa qua khúc này, anh qua chứ em chưa qua, em lúc đó em chết mà. À ừ, ủa mày đâu? À. Chạy qua đường nè, giờ chạy chạy thẳng đi. Có cái đi theo mũi tên hay sao? Ừ đúng rồi, đúng rồi, anh nhớ là đoạn này đi theo mũi tên. Game kinh dị nhưng vào tay của anh Go là thành game hài, là hài dữ chưa? Trôn trôn Việt Nam nữa hả? Trôn Việt Nam. Mũi tên. Mũi tên đâu? Đúng rồi anh em, mà đoạn này là mình phải đi theo cái mũi tên, nhưng mà mũi tên ở đâu thì chưa thấy. Còn anh đi chứ. Rồi mà, anh phải nhớ chứ, đoạn này em chưa đi. Anh đi rồi nhưng mà một năm rồi ba. Ơi tính ra là nhanh á. Mới đây mà tôi với GB chơi game này được năm rồi đó. Cái thời gian lần cuối cùng mình với GB chơi game này hình như là nửa năm trước thì phải. Tầm tháng 6, tháng 7 gì á. Đúng rồi, đúng rồi. Kê à, đây mũi tên này. Ơi hình như cái đoạn này mới là cái đoạn có quái vật rồi mày ơi. Không, nó hết thù rồi. Chắc không? Hình như giờ nó bệnh rồi hay sao anh ơi, nó đi nghỉ rồi. Thằng Khang lại bệnh cho nó. Gan mấy nay nó bị bệnh mọi người à, nó không có live stream được, nó không có live stream với tôi được. Sao bà tôi hỏi sao nó bệnh hoài vậy, nó bệnh gần 2 tuần rồi. Nói sao nó bệnh hoài vậy, nó kêu hả, nó bệnh nhưng mà nó thích uống nước ngọt. Ừ, vậy bệnh đúng rồi đó. Rồi đây. Let's rồi, go. Let's go. Easy. Game dễ, easy. Rồi đây tới đoạn này giải rồi ơi, tôi nhớ đợt trước như mày mò. À đúng rồi, đoạn này em giải anh, em giải bừa giải bậy được á. Mò đi, đoạn này lần trước cà phê nó mò mọi người ạ. Adu. Em bấm bậy anh. Em nói thiệt với tôi, em bấm bậy. Cái đoạn này là mọi người phải đi qua bên kia, mọi người nhìn mấy chiếc xe đó mọi người ấy cơ. Quá rồi bên này đúng rồi. Em gõ đúng cái ra luôn. Ơi, à, một năm đó thề em không nhớ, em bấm bừa. Ôi giờ sao đây? Em bấm đúng một lần luôn á. Ủa, rồi giờ sao? Ủa, rồi mở ra làm gì nữa? Ủa giờ sao đi? Ơ kìa. Từ vô đây cậu ơi, nè. Ủa. Anh đi ra để em bấm cho. Rồi. Từ để anh coi. Mày bấm mà mày bật cái thẻ tên nó làm gì? Không, bấm nhầm. Không rồi, được là này. Tốt. Ủa nhưng mà em giải đúng rồi đúng không? Từ, nhưng mà đây mình phải đi ngoài đây hay sao á? Ấy sao nãy giờ mình mở mấy cửa này không được nhờ? Ê mở cửa là chuột phải đúng không GB? À, GB. Không biết. GB. Chuột trái đẩy vô được mà đâu anh gì à? Anh quên. Đi lút đồ. Mày mở cửa mà. À ở đây có đồ để lút rồi nhưng mà cửa đâu mở được. À chữ F. À. Ui, bấm phím F mày ơi. Bấm phím F là được. Ờ nhưng mà bây giờ đi lút đồ chứ đi. Nước nè. Ừ, đi lút đồ. Mấy giờ phải cần phải lút đồ mọi người, tại vì trong đây nó có cái gọi là độ não mọi người, với cái đèn này nè. Hả? Ê, mày có nhớ cái đoạn mà anh em mình đi trong mù lòa không? Ờ, à, nhớ thôi, chơi đó ngồi mò, cái đó là em để anh mò luôn á, chứ em lười mò. Sao vậy? À đây nè, phải giải mấy cái xe này nè mọi người thì mới mở được cái phòng này. GB nó đứng nó bấm đại, lần trước chơi GB nó cũng bấm đại luôn. Ờ, à, em cũng bấm đại luôn, tối hồi qua. Báo thật. À, em không biết thiệt, em bấm bừa. Em bấm bừa hai lần luôn anh, thề em lúc đó em đâu nhớ đâu, tới giờ em đâu nhớ đâu, em quên rồi. Bấm đúng lần vô luôn. Lút nước với lại lút đồ ăn nhiều tí mọi người. Nước này là cái gì? Amon Water. Cái nước này là cái nước để giúp cho anh em duy trì sự tỉnh táo. Ủa cái xe ở đâu vậy anh, cho em coi cái xe. Nè xe bên đây nè. Ủa anh em mày bấm màu gì? Hả? Nãy em bấm màu gì? Em bấm mỗi màu một cái anh. Đó xe đó. Anh thử chơi bóc BB Tham chapter 3 đi, chơi rồi em ơi. Bữa phá đảo rồi, có đây còn giữ livestream ở trên kênh IT á. Rồi xong rồi, đi thôi. Ông già quay video quá long nát đi, má loài người giờ có những sở thích kỳ lạ quá ha. Rồi, ủa trong xe không đóng cửa lại quá vậy? À không. Vô. Ủa em đâu? Đang ra. Vô. Đây anh bấm nè. Rồi. Let's go. Ngoài không mày ơi, anh vẫn còn kỷ niệm với cái chỗ mấy con chó. Chó nào? Mấy con chó á. Ờ đúng rồi, mấy con chó nữa. Thề em anh mà đi qua lâu lắm á. Ơi.
À trong đây có Hứa nào dí mình á. Đúng 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 đúng. Bây giờ mở cửa trước đi. Mở cửa trước. Vô, bây giờ mình vô mình lút đồ trước đi, xong rồi mình đi mình tìm mấy thằng Hứa đó sao. Đây có cái chìa khóa nè, có chìa khóa luôn nè. Rồi. Hôm bữa anh nhớ là nó đánh xuyên xuyên ấy, mày có đèn pin chưa? Chưa anh. Đèn pin đây, đèn pin đây, vô lụm. Đâu? Đây nè. Mới đi học về, vào xem go luôn cho nó lóng. Ừ, cảm ơn em nhiều nha. Hôm nay mình sẽ chơi cách đập bắt gum nha mọi người ơi. Bay á, tụi bay đặt tên cái tên gì mà cục cứt bay hẳn nhau mồm go hoài đi. Thầy, cầm cái đèn pin như cầm súng á ba. Nó đâu, nó đâu. Ủa sao nó đâu ta, hôm bữa anh nhớ như đi tới đoạn này là gặp rồi nè. Anh mang nó tới đây cho em. Cầm nước đi kìa cha. Có chìa khóa này nè, chìa khóa này nè. Rồi anh lấy cầm đi hai chìa, anh cầm hai chìa ơi. Đang đi học, vô coi livestream cho nó cháy. Ok Huy nha. Ê, từ từ. Mày nghe tiếng nó không? Xin lỗi, tao xin lỗi, tao xin lỗi, tao bấm lỗi. Yo, tao đóng cửa vậy. Tao đã bảo tao nghe tiếng của nó rồi, mày chạy ra ngoài làm gì? Trời quá, thằng em tôi. Không, mọi người tôi quen tai, mọi người tôi cứ nghe tiếng á là tôi quen tai, tôi bị chơi một mình á, tôi đóng cửa luôn. Cậu bay ơi. Cậu bay ơi. Cậu bay đâu ơi? Cậu bay đâu rồi? Cậu bay ơi, cậu bay ơi. Má em tôi đâu rồi mọi người? Chết cha bị cắn á, đâu mất tiêu rồi. Cậu bay ơi. Lại nữa. Anh bấm nhầm, anh bấm lộn. Người chết không nói chuyện anh ơi. Anh nhốt em ngoài. Xin lỗi đây. Anh cứ quen cái thôi. Sau mấy năm chờ chơi lại cái game này thì anh vẫn vậy. Vẫn hả nhốt em ngoài. Anh vẫn đóng cửa để em ngoài. Tại vì bình thường là anh chơi một mình anh quen rồi đúng không? Sao anh cứ nghe cái tiếng. Anh có biết là anh có biết là nó bị giật mình không? Sao anh cứ nhốt em ngoài hoài vậy? Tôi cứ quen cái thói tôi chơi một mình đó mọi người, mà tôi chơi một mình thì tôi hay có cái phản xạ, mà tôi cứ thấy cái con gì đó chạy dí tôi sẽ đóng cửa lại xong tôi chốt. Bây giờ chơi cà phê quen cái thói má. Anh gay boy còn ổn không anh? Ổn với em rất là ổn luôn. Ok, bạn nào mới ghé qua livestream của tôi, mọi người để lại một like giúp tôi động lực livestream nhiều hơn nha. Với cả mọi người nào mà coi livestream ở trên TikTok thì mọi người nhớ đây là một team với một follow giúp tôi nha mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Tại sao anh không bỏ, anh không bao giờ anh bỏ được cái trò gọi là trò đóng cửa đó anh Gu. Okay, anh bỏ trò đóng cửa đi được không? Ok, anh hứa với em là một xíu nữa nếu mày có bị dí vậy chứ không đóng cửa này nữa, ok nha. Em lúc nào cũng đi sau lưng anh á, mà anh cứ đóng cửa hoài à. Ê, mà hết rồi mày ơi. Đó, anh báo nữa. À không, cái đèn pin còn, cái đèn pin còn. Có cái đèn pin của mày mất thôi. Vô vô đây lụm lại, vô đây lụm lại được, vô đây lụm lại được, vô đây lụm lại được. Ê, rồi bây giờ tao nghĩ có một cái bung này hay á mày ơi. Bung gì? Mình lụm full đồ xong rồi mình out ra mình vô lại. Chơi kỳ vậy. Là đồ nó hiện lại á. Chơi kỳ nè. Ủa đèn pin đâu? Không biết, hình như đi lên phòng trên nha, nghĩa phòng trên có đèn pin. Hồi đợt tôi nhớ là hình như là hồi trước là GB cũng bị dí ở cái đoạn này. Nó dí chạy nguyên một vòng luôn mọi người. Nhưng mà GB nó vẫn chạy thoát được. Đúng rồi, nó dí em chạy nguyên vòng luôn. Nhưng mà đoạn đó hình như tôi vẫn nhớ là GB bị giết chết bởi vì tôi đóng cửa. Như vậy thì sao? Đây đèn pin nè, đèn pin nè, đèn pin nè, đèn pin nè, đèn pin trong đây nè. Ủa mày đó. Em đây. Rồi đóng cửa lại cái. Cái con nó xuất hiện nó sẽ giải giọng của mấy cái người con người bình thường á. Mày cứ nghe tiếng con người là mày sẽ biết là nó xuất hiện. Ok, nó kìa, nó kìa. Yo, what's up bro? Qua đây có phòng. Đâu ơi? Qua đây có phòng nè, qua đây có phòng nè. Ơi, cái phòng bên đây, cái phòng bên đây, cái phòng bên đây, phòng bên đây, đúng rồi. Ui, ui, đúng phòng luôn, đúng phòng luôn. Đi luôn, đi luôn. Rồi anh cứ hay đóng cửa lại qua này đúng không? À, ba cái chìa khóa luôn mày ơi. Em một cái rồi. Ồ đủ rồi. Rồi, đây 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 đây.
vậy xong rồi hả? Rồi. Ủa sao? Rồi. À, đây qua rồi. Rồi. Thấy bà rồi mày ơi. Mấy con chó. Hình như là con chó đó phải anh à. Ba. Thấy bà rồi. Em ghét con chó lắm nha. Anh cũng ghét lắm. Anh hiểu lý do tại sao mày ghét. Ủa phải đâu, chưa tới. Chưa tới. Ủa đoạn này đoạn gì á? À đoạn này đoạn tối tới thui à. Ủa cái đoạn tối anh nhớ là sau này mà. Mình phải ngồi mình mò không? Cái đoạn tối này tối khác nữa. Nè ngồi mò đường nè. Có hai ba đoạn tối lận. Tối kia là mò bằng mấy cái màu đúng không? Tím cái chánh đúng không? Đúng rồi. Ê từ từ nhìn vô mấy cái đèn nha, cẩn thận mấy cái đèn nha. Ờ đúng rồi, nhìn vô cái gì là mình chết á, mình không được ngửa. À đi chậm lại, không được đi nhanh á. Đi ngồi sao anh? Ừ, với cả là nhìn vô đèn để xác định cái mắt của cái con quái vật. Đúng rồi, cái này là mình không được đứng lên, mình phải đi ngồi. Phải ngồi mò. Đây hình như đường xuống đây nè mày ơi. Đúng không ta? Phải. Ê đi chậm lúc nào vậy rồi bên? Tình chó lắm. Là ngồi, ủa sao ta không thấy mày ngồi ta? Em đang ngồi nè. Trời má cái đoạn này đi phải. Ê từ từ mày ơi, ba đốm sáng, ba đốm sáng. Kìa. Excuse me. Ơi mình skip qua đoạn này thì con mất, con ghét cái đoạn này quá à. Nó giết em luôn rồi. Anh chết luôn rồi. Cái đoạn đó khó mò quá anh ơi. Rồi bây giờ là anh em mình không có thằng nào có đèn pin luôn. Ủa cái đèn pin đâu? Bị nó lấy đi rồi, chết là đâu còn đèn pin nữa. Trời ơi, ở đây có nước nè. À đây có đèn pin nè, có đèn pin nè. Ê đèn pin đây. Ui may thế. À đây. Từ, nhớ chừa đèn cây nha. Khoan. Thôi mình buộc phải đi qua, mình không có cách nào mình trực tiếp qua được. Bây giờ anh vứt cái đèn pin ở đây nha. Đó, bây giờ một thằng cầm đèn pin thôi. Không, một hồi chết thì đèn pin nó vẫn ở đây mà, nó đâu có biến mất đâu. Là đèn pin nó respawn rồi hả? Đúng rồi. Chắc không. Hôm nay mình chạy mình lua qua luôn ta. Chứ đi ngồi này nó vẫn bắt nó được kìa. Nó cứ hay hay một cái anh. Ừ, nó giải giọng á, nó giải giọng á. Anh nhớ là phải đi tìm đường xuống mấy tầng hầm đúng không? Sao nó cứ hi hi rồi nó hello, sao nó không nói tiếng Việt nhờ mà nó nói tiếng Anh? Cái con đó nó tên là Skinwalker. Cái con đó nó sẽ giả giọng, nó giả thành con người bình thường mà nó giả thành gọi là mấy con chó rồi á. Mấy con động vật yêu quý của mình á. Xong rồi nó sẽ bắt ăn thịt mình. Nè, mấy chỗ trốn nè anh. Ờ. Kìa, xuống kìa. Chỗ xuống này. Đi chơi. Má cái đèn pin trong mày nó có như không á mày. Thôi mà con đó nó hù giật mình quá anh ơi. Ừ đèn pin có như không á. Rồi hình như đi phía sau đây là có đường xuống nữa nè GB ơi. Không như đi sau lưng em hay sao nè, đi đâu vậy? Đây anh đây. Đi sau lưng em đúng không? Đi đường này đúng không? Đường nào? Biết nữa. Đường nào á? Cái cống nè. Ghê quá nè. Má, hay chứ. Đây là cái đường xuống đây. Ê. Anh vô. Đi đi em. Mày đi. Mày đừng quan tâm anh. Anh thấy mày rồi. Mày đi đi. Ui ôi. Đúng rồi, đi xuống đi em. Nó lên trên rồi. Mày đi xuống đi. Xuống rồi, xuống rồi. Xuống tầng dưới rồi. Ok. Không, em đang ở dưới. Em đang chạy xuống dưới thôi. Nó đang ở trên á. Không, lúc nào nó cũng sẽ cái đoạn đi xuống lúc nào nó sẽ chạy một vòng á. Em cứ chạy một vòng để thấy cái đoạn đi xuống à. Nhưng mà em đi xuống tiếp nè. Hồi đợt là GB nó cũng là cái thằng phá đảo đoạn này mọi người ạ.
Thôi là coi như tụi tôi phải đi lâu lắm mới qua được cái đoạn này á. Ok. Ủa, đường cục hả? Ừ, đúng rồi. Đường cục vậy là ở trên, vậy là cái thôi, không muốn đi nữa đâu anh ơi. Không không, cái khu trên mày tìm cửa, mày tìm mấy cái cửa khu trên á, làm có một cái cửa để đi tới step tiếp theo á. Từ từ để em tắt tiếng cái ghê quá. Má mấy con mình kinh mới rồi. Ghê quá à. Ừ không, cái game này, cái đoạn này nó ghê thì mọi người, cái đoạn này nó ghê thì cái đoạn này nó có cái bóng tối ghê. Ừ, nó làm em giật mình á, em sợ anh thôi, em thà không nghe thấy gì rồi em chạy em vòng vòng. Rồi đi kiếm cửa, đi kiếm cửa. Anh em nào mà sợ bóng tối thì anh em không nên coi cái đoạn này nha, cái đoạn này bóng tối hơi nhiều. Kiếm cửa và kiếm cửa nha. Này không hiểu sao em chơi lại. Ôi trời ơi, mô Phật. Rồi, Nam mô Di Phật. Đừng giết con. Ông ơi. Chồng qua ông ơi. Ông ơi, vô ơi. Từ nào đến nó. Hello. Khó quá anh ơi. Khó rồi. À đây đây, à đừng biết nó xin mình sao. Khó rồi. Giờ sao? Mới đi ẻ xong thấy anh like nên Dô coi xíu mặt cười. Cảm ơn Tùng nha, cảm ơn Tùng đã đến cho anh nha, yêu Tùng nhiều. Anh này nhìn giống Siro quá, đúng rồi đó em ơi, anh là Siro em. Ủa cái đèn pin em đâu, thôi anh cầm đi, em đi theo anh. Thôi mày cầm đèn pin này. Có gì tao chết mày còn cầm đèn pin mày đi được chứ mày. Đèn pin đâu anh? Nè. Thôi đừng có chết, anh chết em đi mình cái ghê lắm. Anh đừng có chết, anh gắng sống đi. Thì anh gắng sống chứ, nhưng mà quái vật bây giờ nó chọn nào. Ủa nhưng mà sao nãy mày chạy mày không bị hết stamina hả? Em đâu biết đâu, em cứ thế mà em chạy ra. Ủa để anh chạy cho coi hết stamina. Ủa đâu này có stamina mà sao nãy mày chạy liên tục được hay vậy? Hay là vì nỗi sợ thúc nô đích nên chạy dữ vậy mày? Ừ đúng rồi anh. Má đây rồi bé, chạy đúng nhanh luôn mọi người. Bị nó dí thì cứ thế mà cấm đầu chạy nè. Cái đoạn xuống nằm đâu ta? Anh nhớ nhầm như bên đây nè. Đúng rồi, đây này, đâu đây này. Nam mô A Di Đà Phật. Bên phải. Thiện tai, thiện tai. Nam mô A Di Đà Phật, Phật phù hộ con. Ông ơi, cho con qua đoạn này đi. Đừng dí tụi con nữa. Tụi con đoạn... biết sợ rồi. Đoạn này không có nói nè, đoạn này không có nói nè. Tụi con biết ông mạnh rồi, ông nằm mơ. Cho con qua đi. Rồi bây giờ đi tìm cái cửa nó mới mệt nè. Trời ơi. Em chạy rồi anh vô, em núp rồi. Đang trước cửa em. Anh núp rồi, anh cũng chạy rồi. Holy shit, má cái đèn pin này nó thầy, nó chiếu như không á mọi người. Nó còn trước cửa mày không, Em không nghe tiếng nó nữa. Em đi nha, em ra nha. Ok, anh nói cái đường lên nè, anh cái đường lên nè, mày qua cái đường lên mày đón anh nhé. Ôi, nó. À hả, cái gì? Nó chỗ em, nó chưa đi. Ở trong lúc nó chỗ em thì anh đi được không? Đây, anh đang đi kiếm, tại anh sợ nó có nhiều con á chứ. Ê, thử nghịch ngu ra cái nữa nha, coi nó đọc mình không. Đây, mình kiếm được một cái gì đó. Được rồi. Anh kiếm được rồi hả? Anh kiếm được rồi. Hai nó đứng đây nó không vô được mày ơi, nó không vô được. Anh kiếm được đường đi đường qua tiếp theo rồi. Let's go. Em thấy nó rồi, nó đang đứng canh ở cửa kìa, sao em chạy lại? Bây giờ em cho nó dí em, sao em chạy một vòng, em chạy vô cái cửa là được. Cái cửa này nó không vô được. Thôi em ra cho giết em luôn nhé. Nhưng mà để em tắt tiếng cái. Nè giết tao đi. Mấy con skinwalker này nha, kinh vãi, tiếng la hét thất thanh. Anh tao qua rồi.
Yeah. Không làm tổng tài đi anh. Không thấy hết người tối tại có cái đoạn nó tối. Đây tới mấy cái đoạn này hết tối nè. Yeah, let's go. Rồi ơi, nhớ cái đoạn này không rồi ơi? À, đoạn này. Nhưng có con ma này, gì ấy. Cái line này mình đi nhanh hơn rồi đúng không? Đúng rồi, cái line mình đi nhanh hơn mà. Đúng nhanh luôn á. Trước đi lâu. Trước đi hồi trước mà đi lâu ấy rồi. Giờ biết cách đi rồi. Đúng rồi ạ. 37 không mở được nè. 4 không mở được. 7 không mở được. Được rồi, mở được không? Được rồi. À đúng rồi, đường này. Anh la thấy ghê quá. xin lỗi. Mở được. GB mở được không GB? Đây em. Anh GB đang giải mọi người ơi, phải giải cái cửa này phải giải. Tôi nhớ là giải xong cửa này vô trong còn giải mã thêm cái nữa. Game này có hù không anh? Chơi có cảm giác ớn lạnh anh? Game này là game The Backroom, nếu bạn nào có tìm hiểu về The Backroom ở trên trên mạng á là mọi người sẽ biết được cái game này nó nói về chủ đề gì. Cái chủ đề Backroom này nó sẽ nói về cái gì, nói chung là không biết nó có thật hay không, nói chung là nó được lan truyền trên mạng khá là nhiều. Đấy, em nhường trên Go giải. Ủa? Không giải luôn đi ba. Xe Security check. Đấy. À, biết cái này giải sao rồi. Đầu tiên là mu 1 với 33 đúng không? Sai. Từ. Để check từng cái mọi người ạ. Ủa? Đáng này giải sao ta? Ủa này giải sao rồi bây? À nó biết giải hả? Từ từ. Đây thì ra. Request code. Từ bây giờ mày giải cách giải sao? Giải theo cái ô bên phải à? Đúp ASD á. Anh biết rồi, nhưng mà bây giờ là giải theo cái ô bên phải đúng không? Em đâu biết, anh phải đưa em nhìn để em biết được. Request code, từ hình như là phải giải thêm mấy cái ô bên phải nè mọi người. LLI đâu ta? Không phải. Ôi là chỉnh vô lên đầu hết nha. Không được. Hát cái này giải sao mày? Đây, để em ra tay. Đâu, giải sao? Nhìn cái bên phải cùng rồi tìm cái giống cái chữ màu xanh của nó đấy. À, hiểu rồi. Ừ. Rồi, ra rồi. Anh biết cách giải rồi. Đó, để ra đi. Đây, bây giờ nó có một cái đúng không? Cái này. Đúng rồi nè. Đúng được một cái rồi, giờ tới cái thứ hai. Cái tiếp theo là có 1, 2, 3, 4 dòng. Ok, 4 dòng xong. Không phải cái này. 4 dòng. Đây cái này. Rồi ok, cái cuối cùng. Ui. Ô, ui, xe. Ô bên đấy nha. Yeah. Ê rồi, cái đoạn máy tính này quên rồi. Anh nhớ không? Để đến bật đèn lên cái. Cái máy tính này là mình chỉ cần giải cái máy tính thôi. Giải cái máy tính thôi là sau đó mình sẽ có ấy. Ở má có cái bách vật. À đâu, hình như đâu cần cái bách vật đó mày. Mình vô đây mình lấy đồ. Sau mình đi tới đoạn tiếp theo. Coi nè. Đây. It here you. Ok. It here you. Ok. Password it here you. Sai. Ủa mình anh bấm đúng password không ta? Anh đừng hét em sợ. Xin lỗi em. It here you. Hình như cái đoạn này anh nhớ không nhầm là nhưng phải giải máy tính đâu mày ơi. Đúng rồi, nó là giải cái gì nhá. Hai cái dòng bị gạch hay gì á. Không, tôi nhớ là cái đoạn này hình như không phải giải máy tính đâu. Cái đoạn này nhưng mình đi vô xong mình đi ngược lại mày ơi. Hình như vậy. Đoạn này anh nhớ là mình đi vô xong mình đi ngược lại xong mình đi qua một cái phòng khác.
chứ đâu này không phải là giả máy tính đâu. Không làm có cách để mở cửa này. Thì anh đi ngược lại coi có đường đi không. Ok ok ok. Khi nào anh like xong thì anh cũng chưa biết nữa em ạ. Phòng 9, phòng 39. Level 399 không được. Level 188 được. 52 cũng không được. Rồi đi qua đây không được luôn. Anh chơi với ai thế? Anh đang chơi với GB em ạ. Ô mọi người biết GB là ai không ạ? À, chắc không. À, chắc biết chứ. Em mày like anh lâu rồi mà. Có mấy bạn mới mới tới không biết thôi. Ờ GB GB có kênh là Sát Lao mọi người. Em mình năm nay cũng 18 đôi 10 chưa có bồ anh em. Anh đọc anh đọc gì sao người ta ghi? Sa Cloud nha mọi người. Hề nhá. Ơi không đi được mày ơi, hình như phải mở cái kia. À không, anh nhớ rồi, mở cái cửa đằng sau đây nè. Đây nè, mở cái cửa bên đây. 37. À, không phải 37, 37, 37. Cái đồng cửa mà nãy mình vô á, mình mở cửa xong mình lên trên kia nhớ không? Ủa. Không phải không? Đây nè, mở cửa lên trên đây nè. Mở được không? Mở. À đây, mở được. Thì cái này phi sao quên rồi ta. À để tắt đèn. Ừ đúng rồi. Từ từ, để tắt đèn xong hãy đi. À nó mở xong anh em mình chạy nè. Ok, mình chạy kịp không? Kịp. Một. Đi. Phòng đâu, phòng đâu? Phòng này trước, phòng này trước. Ừ nó vậy, nó lâu vậy mà bữa sao bê chạy không kịp được ta. Ủa bữa em chạy không kịp mà. Ừ mày chạy không kịp mấy lần luôn á. Hay là hôm bữa là bơi không biết cách bấm nút chạy nha. Đây. Vậy giờ đi sớm mày. Yeah, chết luôn. Sao chết rồi? Em chạy chậm quá, bị giết rồi. Thôi còn anh lo được. Chết. Mày thế. Rồi đồ nhiều rồi, đừng loot nữa, đi luôn đi anh. Không được chạm vào màn đêm nha anh em. Level màn này yêu cầu là không được chạm vào màn đêm nha. Bye bye. Ơ xin cô. Chậm rồi. Ê. Ơ kìa. Không, cái đèn nó chớp nhanh quá mày ơi. Ừ. Cái đèn này chớp nhanh quá. Trời ơi. Ok, lại. Đầu này là không được chạm vào màn đêm nha anh em. Đầu này không được chạm vào màn đêm nha đây nè. Stay in the light. Đó, chỉ được ở trong ánh sáng thôi, không được chạm vào màn đêm. Chạm vào bóng tối là nó cắn mình liền. Có cần lấy lại đèn pin không? Mất đèn pin rồi. Nước nè. Tao mày có đèn pin không rồi bê? Đi. Đứng giờ sẵn vậy, từ từ tôi không dám đi mọi người ơi. Tại vì hiện tại tôi đang... Okay. Để em lo được. Rồi, trong bóng tối đó có mấy con này nè mọi người. Không được chạm vào bóng tối nha. Giờ đi cho ánh sáng thôi. Let's go. Ui, sao chớp sớm quá vậy? Ok, qua rồi mà. Nó chấm sớm đúng không? Rõ ràng nó chấm sớm. Sao kỳ vậy ta? Cái thời gian ở giữa hai đoạn chấm nó sớm lắm. Vậy là tới cái đoạn đó mình phải bỏ một nhịp mày ạ. Ờ, phải cho nó chớp trước xong rồi mới đi hả? Ừ, tới cái đoạn đó phải bỏ một nhịp mới được. Má giờ okay. Nó thua rồi mọi người, tại vì anh em tụi tôi rớt đèn pin rồi. Không cần đèn ở đây, cứ phi thôi. Chuẩn bị phi nha. Ê, nó chấp sớm rồi, mày thấy không? Nó chấp sớm kìa. Rồi xong. Đúng không? Nó chấp sớm. Anh còn sống không? Không, anh chết luôn rồi. Mà nó chấp sớm đúng không? Ừ, số kỳ vậy đó. Không, mình phải chờ nhịp nha, mình phải đếm nhịp. Từ từ. Mình phải đếm nhịp coi nó chấp như nào, mình phải hiểu cái quy tắc. Chớp ở trong đây mới biết được. Lần đầu nó bật đèn nó sẽ bật đủ để mình chạy qua nè. Từ từ nha, đứng yên trong đây, đứng yên trong đây. Coi có cách nó chớp đèn chứ. Thôi anh đi trước đi, em đi sau. Từ từ. Để mình đếm cả. Nhảy lên nó nhanh anh ơi, không nhảy lên nó không nhanh đâu bạn ơi.
lần này bật lên nó lại chấm sớm rồi mày thấy không? Đúng rồi, đúng rồi. Sao nó tắt luôn. Rồi, lần này đi được nè, lần này đi được nè. Em quay lại, em quay lại đó. Ủa, anh quay chưa? Quay, quay. Thôi, nhảy lên chạy nhanh thiệt mày ơi, nhảy lên chạy nhanh thiệt. À, phải vừa chạy vừa nhảy nha. Qua đây chưa? Hình như phải chờ 2 nhịp kìa bơi ạ, à. Chờ 2 nhịp, có 2 anh lần qua đoạn 3 sớm. Chưa? Anh qua đoạn 3 chưa? Anh ơi, anh cái bên mày nè. Nó có 2 lần chấm sớm nha, nó có 2 lần chấm sớm. 2 lần chấm sớm nha, đó nó yeah. Lần xe nó sẽ chấm chậm. Em qua rồi. Ok, ok, anh vô nè, anh vô nè. Anh đâu? Anh đây. Ủa đi đâu nữa anh? Phát cuối nè, đi vô kia, đi vô kia kìa. Ủa phát cuối nè. Rồi xong rồi. Ui dồi ôi, ui dồi ôi, chết. Ủa phải đi vô đây không? Ủa sao có gì mà nói vậy? Từ từ, má không có gì bên đấy mày ơi. Tiếp 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 tiếp, kê. Ủa là phải đi lên lầu vậy? Anh thấy có nó có đi lên lầu rồi mày. Kệ có hướng lên kìa, anh lên đi. Kìa, đó, chạy đó. Ủa? Ủa sao đi hoài ta? À đây nè, đây nè, đây nè. À đây, 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 đây. Gọi đen nhện nè. Station phân, mình sẽ đi vào màn phân trước. Em thích cái con này đuổi nha, nó vui anh. Đi màn phân trước, đi màn phân trước. Không, bây giờ nó đã đuổi đâu, bây giờ chưa đuổi mà. Ôi nhảy lên đi nhanh hơn đúng không mày? Ủa màn phân hay màn station trước rồi bây ơi. Em đâu biết đâu, mình như chạy thẳng trước xong rồi chạy lùi về xong rồi quẹo trái. Hình như màn station trước mà. Không, mình đi vô đây để mình đi qua một level khác xong rồi mình mới quay lại level này mình mới con nhện. Ờ ok ok. Từ hình như station trước mày ơi. Đi lộn mày. Ngược lại hả? Ừ ngược lại station. Anh nhớ là station trước. Station là cái khu mà hình như là để văn phòng á. Hay là cái khu mà gặp cái con chó vậy, không nhớ nữa. Không, khu gặp con chó là chưa đâu. Khu gặp con chó phía sau là đúng không? Cái live hôm nay có vẻ khá dài đó mọi người. Tại vì giờ tụi đang chơi lại từ đầu của game gọi là Escape from Bedlam nè. Thôi chơi nào tới cái đoạn đồng ruộng mình nghỉ luôn. Đây là con game khiến cho bao nhiêu người cay đắng hả? Có cái game này thà chứ. Trời ơi, nó bắt về lại khổ quá. Ừ, nó không lưu được dữ liệu cho mình đó chứ. Thật ra nó phải cho mình chọn màn chứ anh chọn màn muốn đi ở đâu. Đúng. Không, cái anh nhớ là mày nhớ là có cái game bắt gươm gì anh với mày chơi nó cho chọn màn không? Ừ, Inside. Ừ, Inside bắt gươm mà game này nó không cho. Đâu ta? Mai có like không anh? Ngày mai mình đi Vũng Tàu rồi mình không có like được ngày mai nha bạn ơi. Thứ hai mình mới like lại, thứ hai tuần sau like lại. Game này thế nào anh? Game này là bạn chỉ cần đi qua mấy cái đường này thôi á. Bạn đi để bạn phát không mấy con quái vật thôi. Vượt ải, giống game vượt ải á mọi người. Ủa hôm nay thứ mấy mà thứ hai mới like lại? Hôm nay thứ 7. Ồ có cái đèn pin nè. Ê, lộn. Ủa đi đó đúng không mày? Hình như em nhớ là đi thẳng mà anh. Ủa cái gì, tiếng gì đây? Ủa từ từ đèn pin đâu rồi? Ủa tiếng gì vậy? Ủa đâu có tiếng gì anh go? Đây anh có đèn pin rồi. Nè, tiếng này nè. Ủa đi thẳng qua được hả? Má làm tao ngồi ba. Chạy, chạy. Ơi. Quẹo đâu? Từ từ chứ tới đồng quẹo, chứ tới đồng quẹo. Rồi, tới chỗ mấy con chó rồi nè.
Đúng rồi, tao chọn mấy con chó này. Hả, tao chọn mấy con chó này mà. Con này căng á. Con này Em căng ghét mấy à. con chó. Em ghét mấy con chó. Tôi ghét Trời, con đón này. này mò đúng lâu luôn á. Hả, tôi ghét con này. Thôi Không đón này sao. mò nhiều phòng lâu lắm anh. Không sao, không sao, không sao. Anh mình có kinh nghiệm. Chưa mở được cái Có cửa kinh này. nghiệm à? Đây là cái đoạn mà em bị nhốt ở ngoài nhiều lần nhất nè. Đoạn này làm gì Trời ta? ơi. À đấy, nó mở cửa rồi nè. Trời ơi, tới cái đoạn này, mấy cái đoạn này tôi ghét cái đoạn này thề. Em cũng ghét đoạn này. Cực kỳ ghét luôn chứ không phải là ghét bình thường nữa nha mọi người. Con Đừng bên chó đây, đó. đừng bên đây, đừng bên đây, đừng bên đây, đừng bên đây. Họ chiếu vô mặt đó. Màn này là phải đi tìm cái công tắc để mở cái cửa sắt ở ngoài kia. Mở đi, mở công tắc đi. Ê, chiếc đèn pin trên mặt đó là nó sẽ bất động trong một khoảng thời gian đúng không? Đúng rồi. Chứ nó vẫn dí mình mà đúng không? Đúng rồi. À đây đây đây, anh thấy được mấy cái bảng điều khiển để mở cửa này nè. Ủa đúng vậy? Ok, rồi, một cái. Tìm mấy cái bảng đỏ đỏ này, bật hết công tắc nó lên là được. Hình như khúc này chưa có chó đâu mày ơi, khúc này chưa có chó đâu, khúc này chưa có chó đâu, đi đi đi. Tự nhiên thấy ngợp quá anh ơi, khó thở quá. Ừ, tự nhiên la tới đoạn này khó thở mọi người. Đoạn này căng lắm. Đấy nghe nó phải cho mình lưu lại chứ ta. Cho đoạn này tự nhiên cái chơi lại đoạn này thấy hơi khó chịu nha. Rồi, cửa mở rồi đó. Thôi đợt, họ đợt là anh em tôi không biết chơi. Tôi mò cái đoạn này tôi không biết mở mấy cái cầu công tắc luôn cơ. Quay lại rồi bê ơi. Mình anh không đi đâu này được. Sao vậy? Em Chân chơi mà chơi ngợp. gì ghén ơi. Em ngợp quá anh. Mấy anh cũng ngập như mày thôi. Ơ, còn một đoạn trên đây nữa nè. Chưa, chưa, chưa hết mày ơi. Ủa, trong đây có gì không? Không có gì hết. Cửa mở chưa? Ra, chắc thử cửa mở chưa? Đây, cửa mở rồi. Thôi anh, em đi cơm bách mỏ đây. Ok em nha. Là mày đi chơi lộn quá hả? Đây, đây, đây. Đoạn này là đoạn có chó nè. Đoạn này là bắt đầu đóng cửa thả chó này nè. Ui. Có đèn pin cái thứ này rồi bê ơi. Đây rồi bê ơi. Rồi bê ơi, con chó nằm ở đâu nè bê ơi. Từ từ, cái này em mệt quá anh ơi. Đâu nó đâu anh? Đây nè, nằm bên đây nè. Đây, mày nhớ cái hành lang có con chó ở đây không? Chưa, 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 chưa. Đó, 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 đó. Anh em thấy nó chưa? Cái gì đoạn này sao quá ta? Ơi xe. Mày thấy có cái lỗ không? Con chó đi vòng ở cái lỗ này được á. Đây kìa, bật cầu dao lên, bật cầu dao lên. Để anh canh chó nha, để anh canh chó nha. Thôi, để anh bật cho, để anh bật cho mày, mày canh chó giùm anh đi. Chưa? Bật rồi. Làm sao để chiếu đèn vô Ủa, mắt nó nhỉ? sao cái đạn này nhìn là ảo vậy? Đoạn này đợt anh đi với mày đâu có đi. Sao không ra được? Từ từ rồi bê, từ từ. Chưa 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 ra khúc đó rồi bê, khúc đó có con chó. Để anh coi trong đây có đoạn trốn không. Không có. Vậy là xíu nữa mà bị chó dí là phải chạy ngược lại. Thấy chó. Nhưng trong mấy cái cửa này sẽ có. Anh nhớ không nhầm là cái cửa cuối cùng cơ.
Cái cửa cuối rồi, cái cửa cuối có, cái cửa cuối có. Bật ra, bật ra. Rồi, ok. Đây, cửa, đừng hỏi, đừng đóng cửa nha. Ok, 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 ok. Để anh coi thử. Con. Con. Có, nhưng mà nó đi khúc chờ nè, đi khúc chờ nè. Trong đây còn, còn cái công tắc nào, công tắc từ từ. Có. Có gì gọi đèn chứ. Nó kìa, thấy nó rồi, thấy rồi. Nhưng mà còn, hình như còn. Chạy ra đây, trời, gọi đèn. Thôi chạy ra, đóng cửa lại. Ủa nó còn không? Còn công tắc nào không? Bây giờ mình quay về mình coi thử, nếu như mà bây giờ cái cửa nó mở rồi là hết công tắc. Còn nếu như mà cái cửa chưa mở là còn công tắc. Thôi vậy em đứng đây đi, anh mình anh quay về đây. Ok, để anh về anh coi thử. Nói cái đầu này là có chơi ở nhà mọi người nhưng mà vẫn có kén đó nha. Đoạn này vẫn có hơi rén một xíu á, tại mấy con chó ở đây nó ồn ào mà kiểu nó. Cái tiếng kêu nó khó chịu lắm kìa. Chọc nó muốn tát cho mặt nó cái. Khó chịu đâu. Ê, cửa mở rồi bê. Yeah. Cửa mở. Yes sir, cửa mở rồi. Vậy là mình không phải đối mặt với con chó đó nữa. Nhưng mà đoạn sau còn nha. Qua rồi. Không, nhưng mà đoạn sau còn. Nhưng mà đoạn sau chỉ là kỹ năng thôi. Nó không phải là đi mở mấy công tắc giống gì nữa. À không, đoạn sau như có nói điện mày ơi. Hình như em nhớ là nói điện. Ờ, anh nhớ nói điện. Cái đoạn, cái đoạn như... nói điện nó mới lâu thì phải. Ờ, cái đoạn mà anh bóp mày mấy lần. Ờ, đúng rồi. Ok. Cái đoạn mà anh đóng cửa. Tôi xin hứa. Tôi là Seagull Official. Tôi xin hứa từ nay về sau là tôi sẽ không bóp GB nữa. Đây, có cho. Mày đâu rồi GB? Trời, đây còn con nữa kìa, mô Phật. Chào luôn hả? Ờ, em qua luôn rồi, em đóng cửa rồi. Ờ, em qua được hai con luôn rồi đó. Chó em lại biến mất rồi. À, cái đây là mấy cái ổ điện đó. Nó gành đùm nè, đúng không? Ok, từ. Anh đang chờ con chó này nó đi, xong rồi anh mới qua được. Mấy rồi các bạn? Em qua hết rồi. Qua hết rồi hả? Bật điện chưa? Bên đây đâu có điện đâu, em đang đợi anh nè. Từ. Chết. Bị thiếu uống não. Nước đi anh, uống nước đi anh, em mới bị ấy. Ok, anh cũng mới bị thiếu não. Trời ơi, ba con nữa anh ơi. Dũng. Cái phòng này đúng khó luôn á. Không mấy mình chỉnh nó y tì, xong rồi mình mốt mình chỉnh lên hạt được không? À nhà medium không được không? Chỉnh được không? Sợ chỉnh không được á. Cho nó qua lẹ lẹ. Từ. Mà đi mày bật điện trước đi rồi bê, tao đang canh để tao qua con chó bên đây cái. Trời ơi, bên đây còn con nữa, em mà muốn bật là em phải cần anh phụ á. Từ, anh đang đợi con chó bên đây nó đi cái. Mình phải chở đi ra đó, rồi mình đi quẹo bên trái, rồi mình chở đi ngược lại rồi mình mới chạy qua được mọi người ạ. Trời, mấy con này nó ồn quá anh vô. Ồn thiệt nha, từ để tôi hạ giọng, hạ tiếng xuống xíu đi mày ơi. Mấy con này là em mệt. Anh cũng mệt, anh gặp nó anh cũng mệt. Trời, em gặp mấy này đúng khó chịu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng go đi khám nghiệm thế giới mới, không nha, thế giới này thế giới cũ nha bạn ơi. Nó làm con thôi, nó làm chi nhiều con, trời. Anh nhớ hình như hồi đợt là có một trận là anh với mày phải chơi với lại Bin với Bình đúng không? Ẩn Bi với thằng Bình đúng không? À, không chơi với thằng Bình mà. Cái đoạn gần cuối á. À, qua nè, đây bên đây còn con nè, đi. Đi luôn nha. Có chừng đạp vô dây điện nha. Từ rồi bé ơi. Em qua rồi đó. Bên này có một ổ điện ơi. Ờ, có một ổ điện, bây giờ sao, bây giờ em canh à, hay là anh canh? Bây
mày quay lại đi, mày quay lại đi, để anh mở điện cho. Để anh mở điện cho. Rồi nè, em vô phòng rồi nè. Từ từ, nhưng mà đang bên cửa anh đúng không? Từ đang cửa anh đó. Rồi ra đi anh, ra đi, ra mở điện đi. Trời má lại gì ta, sao gì tao ngoài đây? Ủa câu điện đâu sao em không thấy nhờ? Bên góc, trong góc luôn. À thấy rồi, Sao mày dí tao ngoài vậy? Từ đem cho dí vô em. Ê đây dí em rồi, Rồi ra mở đi anh. Ra mở đi. Má mày đừng chạy qua tao nha quỷ. Đây em đang lụa nè, Ui em kỹ năng vãi luôn á. Em ao chỉnh chó luôn anh. Má, từ. Lại em vô. Em ao chỉnh nó lên vô. Ê, mày cứ ao chỉnh đi. Rồi xong. Trời ơi, em chết. Rồi giờ anh qua chỗ em nè. Nó thấy chạy hẳn qua đừng có sợ, nó yếu lắm. Rồi qua đi, rồi anh soi nó cái rồi anh chạy vô, soi nó cái. Rồi đóng cửa lại. Rồi ok, từ từ. Dưới đây có một con chó bò được, cẩn thận nha. Ao chỉnh. Rồi đi tiếp. Má mấy cái đoạn này mới căng mày ơi, cái đoạn này mới căng nè. Cái cửa nè. Chết hết nước rồi, anh có nước không? Ơi. Đóng cửa lại. Có nước không? Anh có nước. Em lon. Rồi anh còn đúng 2 lon cho mày, lon đó. Hãy okay. Trân trọng người có 2 đồng tiền cho bạn 1 đồng. Đó người ta gọi là bạn. Đó. Ghê chà. Đó. Còn người mà ta có 10 đồng ta cho bạn 1 đồng. Đó là bố thí. Đó. À, đó bố thí à. Đúng rồi. Đó, giờ tao có đúng 2 lon nước tao cho mày 1 lon đó. Ủa, nó đâu rồi? Nó chạy mấy cái lỗ rồi, có mấy cái lỗ nhỏ nhỏ nè, thấy không? Thì kiếm ổ điện đi, ổ điện nằm đâu đâu trong đây. Có điện nè. Đây để anh. Anh mở đi. Ổ điện này thì phải hơi dùng não chứ mọi người ạ. À. Cái này phải là màu đỏ nè. Rồi, ok, một bình. Hình như là cần 3 cái hộp điện như này đúng không? Không biết nữa. Tôi đi mở hết. Ơ chừng dây điện á chích á. Ừ, anh biết. Nó chích dây điện là mình bị gì ta? Chết luôn anh. Ôi. Bạn anh kìa. Mày đâu rồi? Em chạy rồi. Em kiếm ngu điện. Đây còn mấy cửa nè. Từ nha, bên đây không còn. Trời ơi, hình như cái ổ điện này, hôm bữa họ đợt có con chó xong mày bị kẹt rồi đúng không? Không biết nữa. Đúng rồi, nó đó. Chó. Kìa nó kìa. Hai giờ nó đứng không ai luôn sao ghê. Từ từ anh ơi, gán thôi anh ơi. Ok. Từ rồi. Trong cái lỗ này coi có đường không? Ê, chó. Đó là đúng kiểu chọc chó luôn á. Ôi, em đi vô cái lỗ nó không vô được. Đâu cái lỗ cho nó chui á mà. Mẹ nó đâu có chui được đâu. Em đang trong đây nãy giờ này, đâu có chui được. Tại nhìn nãy mà dội đèn á. Từ go bay đóng cửa bay. Phải điều hướng bên kia rồi bay. À từ go bay. Mày nhớ cái cửa hồi nãy mình mở ra xong có con chó đó mày chạy không? Không biết nữa. Vô cái cửa đó. Để tao đứng đây, tao vũ cho, Nè, em đâu? Nè, cái cửa bên đây nè. Ô điện bên đây nè. Nè, cửa bên đây nè. Bây giờ anh sẽ vũ nó chạy qua bên kia, xong mày đứng bên đây mày mở cửa, ok không? Ủa là mở cửa ra gặp nó luôn hả? Ừ, cái đoạn nó mở cửa gặp nó, mà anh sẽ vũ nó chạy qua bên đây. Ok. Rồi, nó chạy qua bên đây, Đi vô. Rồi, không. Giờ tới anh nào chỉnh đó nha. Trời ơi, bên đây còn con nữa. Nhưng bên đây không có ô điện, bên đó đâu có ô điện đâu. Có mà, có ô điện mà. Ủa sao em không thấy?
Bên đó mày đi, mày đi mày mở mấy cái cửa là có. Bên đó có cái cửa em mở đâu có đâu. Chạy lên trên, nè, chạy còn lên con bên này nè. Bên đây còn con nữa nè. Hỏi qua đây với em đi. Ui ui, từ con chó bên đây đang ao trình anh. Chó bên đây đang ấy anh. Rồi đây, để quay với mày. Bên đó có một cửa à. Ủa tao thấy mày đâu rồi bây. À đây, đây em kiếm được thêm cái ô điện à. Ok. Em bật câu điện lên đi, từ từ để anh quay lại kia coi anh cần bao nhiêu câu điện. Ui, bây giờ phải cần quay lại nữa nè mà. Bên đây có một cái phòng, nhưng mà bên đây không có câu điện nào hết. Chết cha ơi. Khả năng cao là phải đi lút nước nữa rồi bơi ơi. Rồi bơi ơi, chuẩn bị quay lại đi lút nước nha mày ơi. Ủa từ, ủa sao em nói đây không được vậy? Rồi từ. Đây, bây giờ mình phải đi ngược lại, từ bây giờ phải đi ngược lại đến coi bao nhiêu cái ô điện nó mở ra. Anh em là... đang nói một cái nè. À đây, em nói xong rồi. Anh nhớ là chỉ có 3 cái nó mở mà ta. Còn em mới nói thêm cái rồi đó. Rồi nha, để anh quay lại anh coi. Mấy giờ quay lại phải đi qua trùng trùng điệp điệp mấy con chó này nữa. Chết cha, não gớt rồi. Rồi ok, từ nha. À, cái tiếng em sắp hẹo rồi. Để anh, để anh lú nước, để anh lú nước, anh vô nấy kìa. Này đèn pin, nước. Nước đâu ta? Không, nước không có bên đây, nước tôi nhớ bên kia. Ôi à, ý là mình chơi gọi ấy rồi bê. Đúng mà à, ý là chơi gọi mà chơi cái đoạn này nó vẫn khó chịu á. Ôi, hình như đoạn này hết nước luôn rồi mẹ ơi, hình như nãy em mình lú hết nước rồi. Cửa hả ta, từ. Hồi nãy nếu mình bật cái bên đó thì mình sẽ mở cái cửa bên đây thì phải. Không phải, cái cửa bên đây cơ. Em kiếm thêm ổ điện đi, gắng kiếm thêm ổ điện đi để anh coi coi là cái cửa ở đâu đó. Còn mấy cái nữa? Không biết, từ. Đây, đi coi. Em đang mò đây, em đang trong đây em mò lum la được. Cái đường hồi nãy mà anh với em vụn chó em nhớ không? Hình như em chết rồi. Bị thiếu não à? Ừ, đúng rồi, chết rồi. Oh my god. Thấy bà rồi. Á, cái đầu này căng quá. Căng mà chơi mệt á, lâu ngày chơi game này mệt quá. Không, ủa, em chết rồi, em không được chơi lại à, em thấy anh nè. Ừ, em được coi, mà nó đâu phải là inside the bathroom đâu. Thôi gán qua đi anh, em nghĩ còn một hai cái rồi anh gán mở. Rồi để anh coi, Ủa cái chỗ để coi còn bao nhiêu hồn điện nữa đâu nha. Bên đây à, ơ mở nè. Ủa xong rồi nè mày. Ờ xong rồi hả. Ôi okay. Vãi luyền à. Xong rồi. Có bạn kia donate mà không thấy hả. Đâu bạn nào donate vậy. Ôi cảm ơn bạn Julia Trần nha, cảm ơn bạn nhiều. Ui tặng 1 đô bạn. 1 đô là 20.000. Ui nhiều đấy. Cảm ơn bạn nhiều nha. Cảm ơn bạn đã đưa đến cho mình. Rồi tới đoạn này là đoạn văn phòng. Đoạn văn phòng này thì dễ. Lút nước trước đi mày ơi. Nước đây. Trời, đoạn văn phòng này đóng nước luôn anh. Ừ, văn phòng này thì nhiều nước mà. Nhưng quan trọng là cái đoạn giải mã cơ. Ủa tụi làm văn phòng tụi nó khát nước lắm hay gì mà tụi nó lấy nhiều nước vậy? Không biết nữa. Nước không có nước. Đây đếm. Đếm đi. Đếm thì dễ tha hồ. À, bình nước ở đây là có 1, 2, 3. 3 bình nước. Đây 5 ghế nè. 3 bình nước sách hả?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, 7 sách đúng không? 2, 4, 6, 7. Đúng rồi, 7 sách. Rồi, mở nè. Rồi, vô đây ta hồ lúc nước anh nè. Dạ. Ơ, nhưng mà hồi đợt anh nhớ làm gì có sấm chớp ta? Có mà. Có không? Có. Anh rô donate tiền đô không? Thôi các bạn đừng donate nhiều bạn ơi, coi livestream cô vui vui thôi, đừng donate. Donate tốn tiền, với lại tôi đang like á, nên là mọi người donate tôi dễ bị bỏ qua lắm. Không phải bỏ qua mà kiểu mình like mình cuốn quá, với cả donate trên IT mà bằng kênh chat sức bình chat thì nó không có thông báo mọi người. Anh Go không ngủ à? Có chứ, tí nữa tôi like xong tôi đi ngủ chứ. Cái đường qua đoạn tiếp theo nó nằm đâu ta? Hình như bên đây nè GB ơi. Ờ à, đúng rồi GB. Em đang đi kiếm nước. Bên đây nè. À tới cái đoạn đi cam nè mày ơi. Ờ tới đoạn đi cam. Tới đoạn đi trốn mấy cái cam nè. Là chuẩn bị tới cái level fun rồi đó. Đi. Nước à. Đây, đoạn đi cam nè. À, bây giờ em coi cam hay là anh coi cam? Em coi cho. Em coi phải không? Ok, vậy mày đi thẳng tới phòng cam đi. À, bây giờ mình phải đi, mình coi mấy cái cam nó nằm ở đâu đã. Đây, một cái cam nằm ở đây nè. Phòng cam ở đây đúng rồi. Một cái cam nó nằm ở đây. Kệ sách này. Ở đây hình như có một cái cam nữa này. Đúng rồi, vừa ra đây sẽ có một cái cam ở dưới đây. Bên đây. Lại lút nước à? Bé ơi. Má đi lút nước nữa. Đây, cái cam ở đây. Ôi, cái đoạn này cũng phải kỹ năng đó mày ơi. Đây, phòng cam này. Rồi đúng một cái cam là mình không bị phát hiện, còn lại bị phát hiện hết mày ạ. Rồi đó anh đi đi anh. Đây ok, bây giờ anh đi lại nha. Nếu mà có một cái cam đỏ lên là nói liền nha. Ok. À, bây giờ cái đoạn này là mình phải giống như siêu trộm kít vậy mọi người. Mình phải đi làm cách nào để mình né hết tất cả những cái cam mà cho những cái cam nó không chiếu vào mình á, nó không thấy được hình ảnh của mình á, là mình mới qua được cái đoạn này. Ok. Có gì không? Tôi hiện tại đang có 3 lon nước. Xíu nữa GB có khác thì nói anh nha. À, anh quay lại anh Go ơi. Ai vậy? Quay lại anh chui vô cống nè, anh đi lại cho tàu. Có được hả? Ừ, anh phải chui lại cống nè, đây có mấy cái xà beng đập cái cống nè. Không rồi ba, anh bấm chỉ cần mày đứng ở chỗ này xong mày bấm cái nút này là nó reset nè, reset cam chưa? Rồi reset cam rồi. Rồi reset cam không? Anh bắt đầu đi nha. Rồi đi. Rồi, có cam nào nhìn thấy anh không? Chưa, cứ đi đi, nào nhìn thấy em nói. Ok. Vẫn chưa thấy anh đúng không? Chưa. Go đi khéo quá. Ok. Siêu chậm kích phải gọi siêu bằng cụ. Mở cửa rồi. Đi. Siêu chậm kích phải gọi siêu bằng cụ. Trời ơi. Let's go. Ui. Ây da.
Xong rồi có cái phòng nó kiếm mấy cái chìa nữa. À đây chanh nè, vậy mã chanh từ già tới trẻ gì nè. Mấy cái bình xịt từ già tới trẻ đúng không? Hay là từ trẻ tới già? Ừ, hình như từ trẻ tới già đó. Từ trẻ tới già phải không? Vậy thì con bé này trước, bấm chưa? Rồi, xong tới thằng cái thằng này. Thằng đó xong tới gông dưới đây nè. Ở cái ông đó xong tới ông già. Đây, đánh bấm nha, đánh bấm nha. Rồi, bấm đi. Rồi, okay. Hai. Mày thấy bình xịt chưa? Bình xịt nè, để làm cái gì ta? À, xịt... Lục bình xịt, 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 xịt mấy con ấy. Uống nước, uống nước, uống nước, uống nước. Ok, uống nước tiếp. Rồi, bây giờ mình xịt mấy con đó để mình lấy thanh sô-cô-la thì phải. Đúng rồi. Bây giờ mình tìm mấy con đó mình xịt tụi nó mình lấy thanh sô-cô-la á mày. À. Xong rồi đúng thanh sô-cô-la vô đây nè. Bỏ sô-cô-la vô đây nè. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, ok, anh có một thanh. Rồi, let's go. Bao nhiêu thanh sô-cô-la mới đủ đây? Hình như một thanh xong sẽ lên chìa khóa cho mình đúng không ta? Lên chưa? Đúng rồi. Rồi đi mở cửa. Cửa nằm khúc nào nhỉ? Hình như bên đây. Hình như cửa thang máy. Đúng rồi. À đúng là có kinh nghiệm chơi mọi người à. Đúng là có kinh nghiệm chơi. Trời má, ba cái chìa khóa. Ba chìa lần, ba chìa lần, ba chìa lần. Đi sập tiếp, đi sập tiếp. Oh my god. Gu là trai hay gái vậy anh? Gu là con gái nha em. Ok, rồi. Một con nữa thôi. Một cục sô-cô-la nữa thôi, GB ơi. Ở bên này không có con nào à. Ôi, cái phòng chuyện làm chanh. Ok. Wow. Bên em có con nào người bé ơi? Không có anh ơi. Có, bên anh cũng hết đường đi rồi. Còn một con nữa mới đủ á. Bàn kiếm nè. Oh my god. Ok, thôi. Ê, trong lúc chờ GB mình sẽ đút cái cục sô-cô-la này vô trong luôn. Anh biết chen tới đè không không? Không biết, không biết chen tới đè về cái chôn chôn Việt Nam thì bữa mới được anh em về hết mới biết luôn á. Game này là game hài phải không anh? Không, em ơi, game này game kinh dị nha má. Má như thế màu u tối không có kêu game hài không nổi. Rồi, một cái chìa khóa nữa rồi nè. Còn một chìa nữa nha GB. Con. Có chưa, có chưa? Ê! Hình như GB đang bật chế độ tiết kiệm năng lượng hay gì, nó nói ít dữ trời. Ui, trong đây còn nè, trong đây còn nè. Chịt. Ê, GB ơi! GB! Anh go rồi. Hả? Em lỡ bấm ăn luôn rồi. Đậu xanh không sao anh còn. Ê mày có nhớ hình như còn một cái đoạn nào đó nữa mà mình đi mình phải gặp mấy con mà côn trùng bự bự không mày? Đúng rồi, ừ cái đoạn đó ghê thiệt. Có cái đoạn đó, còn cái đoạn đó nữa. Anh em tưởng cái đoạn con chết, con mấy con chó hồi nãy qua là xong rồi là hết cái đoạn ghê đúng không? Một xíu nữa sẽ có mấy cái đoạn mấy con côn trùng. Mà mấy con côn trùng đó là anh em phải đi hai phát lận. Một phát là ở nhà máy khí thải và một phát là anh em sẽ phải đi ở dưới cái hang á. À, nói chung là nó hay ghê lắm. Ừ, tự nhiên nó bắt mình đi lại khó chịu nha. Đi nè. Đi nè, em ơi. Từ lên đây. Làm gì đi. Đây. Ok, đi. Lạc quan lên chứ không lạc quan nổi. Ui. Game này chắc là phải chia 3 buổi live đó. 3 buổi live đó mọi người. Hai buổi live là đi lại những level đã đi. Chắc vậy, biết đâu 4-5 buổi hay sao. Ờ,
Ok, bây giờ là phòng 210, 211. 10, 11, 13, 14. 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19. Ok, nhớ phòng rồi bây ơi. 10, 11, 13, 14, 15, 19. Ồ đúng không ta? 10, 11, 14, 15, 16, 19, 10, 11, 14. Ủa phải không? 10, đi, 11, đi lầm thôi. 13, 14, 15, 16. 10, 11, 13, 14, 15, 16. Rồi, anh chết não rồi. Đừng. Mười, mười một, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu à. Ok, mày đi bên kia, đi bên đây nha. Ok. Holy shit. Nhặt gì? Nhặt gì thôi đúng không anh? Đúng rồi, nhặt gì, nhặt gì, nhặt gì. Em nhớ số phòng chưa? Không, em cứ thấy chị nào em lượm chị đó thôi. Không có nhặt chìa, nhặt giấy. Nhưng mà phải đi vô đúng phòng. Mày đi vô đúng phòng á. Ồ. Đây anh đọc số phòng như nè. 210, 211, 213, 214, 215, 216, 219. Ok. Ok. Mình coi nè. Đây, 210. Anh thấy phòng 210 rồi. Ê, anh nghe excuse me rồi nha. Nó đó, nó đó. Ê, sao tao biết tao trong phòng mày? Ừ, nó biết anh trong phòng mà, anh phải trốn vô tủ luôn mới được. Ấy là anh đóng cửa rồi mà. Anh lầm, ừ đúng rồi, đóng cửa. Anh phải trốn như tủ luôn. Trời ơi. Ủa anh chết rồi hả? Chưa. Nhưng mà anh đang trong phòng. Tự nhiên cái nó chạy lên cái chỗ của anh. IT chậm hơn top top anh ơi. Ờ đúng rồi, IT thì có độ delay mà. Còn top top là nó lai trực tiếp vô luôn á. Em được 2 chìa. Em được 2. Em lượm được 2 cái rồi. Em lượm phòng bao nhiêu á? 219 với 216. Không chính 208, phòng trong đây là sai. Má, tao đi tới 250 luôn rồi mày ơi. Anh lượm phòng 210 rồi nha. 19 với 16 đúng không? Bây giờ là mình còn 11, 13, 14, 15. Ờ. Ôi. Má lại khác rồi. Shit. Ờ bây giờ mình còn phòng 11, 13, 14, 15 mọi người. Bây giờ tìm đúng 3 cái phòng nữa thôi là xong. Ok. Em đi tới phòng 285. À đây, 11 nè. Anh thấy phòng 11 rồi. Bây giờ là còn 13, 14, 15 nha rồi. Ok. Mười ba, ok, anh thấy phòng 13 luôn rồi. Đây, 14, 15 anh thấy luôn rồi. Ghê vậy. Nó trên cùng một tiếng đường mà. À, giờ đi về anh phải gặp cái con quái đó nữa. Em đi không thấy phòng nào hết chứ. Bây giờ đi về anh sẽ gặp cái con quỷ đó nè. Bây giờ chỗ cũ rồi bê. Đang về đây.
Đây rồi. Ủa có thật sự là mày về không vậy? Nè em nè. Thấy em không? Thấy. Cái đoạn cũ ở đâu ta? Hình như đoạn cũ bên đây. Không phải đường đó, nơi đi ngược lại. Ủa đâu? Hồi nãy anh cũng từ bên đó anh qua mà. Ồ, em từ đó hướng đó em chạy ra đường cục. Đường này cũng đường cục. Không, đi theo em, đi theo em. Bên phải, bên phải, bên phải, bên phải hướng đó đường cục. Ok. Từ từ nha, hồi nãy con quái nó chạy đường này. Ngắn quái đi qua bên đây. Đúng mẹ rồi. Anh chạy đi, anh chạy đi, em chết rồi. Chết rồi hả? Ừ, em chết rồi. Oh shit. Phòng của em tìm là phòng mấy? 16, 19 à? Ờ, 16, 19 à. Bởi sao 19 bên đây đúng không? Ok bây giờ mình phải đi về mình tìm lại cái ấy của GB. Trái phải GB. Đâu em lụm rồi. Mày lụm rồi mà mày chết rồi mà. Không em lụm rồi tự mở rồi. Ủa chắc không? Chắc anh chỉ cần lụm thôi. Ủa sảnh đây đúng không ta? Ừ đúng rồi. Này con chó ở đây. Con là gì đây? Ok. Up. Gì đây? Ok upload hả? À khoan từ. 89472. Tám chín bốn bảy hai rồi. Hey. Hey. Shit. Rồi shit. Xong. Phục. Phục. Shit. Em ghét cái đoạn này. À, anh cũng ghét cái đoạn này. Đoạn này là không rồi. Không biết đường đi đâu. Bây giờ chỉ có cắm đầu đi thôi. Hình như là đoạn này là đoạn này đoạn này nhắm mắt. Nhắm mắt đi anh ơi. Đoạn này phòng nào mà nhiệt độ cao là sẽ gặp mấy con đó. Ok đoạn này nhắm mắt đi phải không? Không mày ạ, nó cũng không nên nhắm mắt lắm đâu. Xích nằm chỗ quét nào nhờ. Anh nhớ là phải đi tìm đến cái khu trung tâm, cái khu mà có cái bình bự bự á mày. Ê khoan từ từ, chỗ này hình như nóng nè. Ê từ 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 từ. Không đúng được, không đúng được, không đúng được. Vô mấy khu nóng là sẽ gặp nó. Ê nóng nữa. À đây bên đây nè GB ơi. Cái chỗ này nè. Từ từ nó trong phòng bên kia. Đừng vô phòng đó nha. Đừng vô phòng đó nha. Chạy qua đây chạy qua đây chạy qua đây. Ui. Trời ơi cái gì chổng ghê vậy. Gì trong đó ghê vậy? Hay tức là sẽ có cửa đúng cửa sai á ba. Ủa mà cái gì trong đó ghê vậy? Sát người á hả? Không phải, cái chỗ của mấy con đó. Nhìn ghê quá hả? Ăn sô cô la nó có được hồi độ tỉnh táo không ta? Có anh. Uống mấy cái nước này có hồi độ tỉnh táo không? Có. Nhưng mà hồi ít hơn cái nước Amwater đúng không? Từ từ, anh nhớ là cửa phải đi đường này rồi GB ơi. Rồi nha, cửa trong kia có một con nha. Sau lưng mày có một con á, chạy lên đây, chạy lên đây. Ừ.
À không, đây mới là khu vực trung tâm nè, đây mới là khu vực trung tâm. Từ khu vực này xong rồi bắt đầu đi tìm cái cửa. Nói anh em nào mà sợ côn trùng mà anh em đi cái đoạn này chắc là anh em ngất mất. Nó cắn cái có sao đâu anh, nhập viện nhẹ nhẹ thôi. Ừ nhẹ nhẹ của mày là mày nằm viện nó tầm khoảng mấy tháng trời á. Từ nha, để đến check cho, đến check vai cho, đến check vai cho. Ui từ từ bên đây có một con, bên đây có một con. Em cầm cái bình xịt, em xịt đóng này cái rồi bây. Em đâu có bình xịt đâu anh. Ủa, mày không có à? Để anh. Ok, hy vọng cái cửa này cửa đúng nha, má không phải cửa đúng. Từ từ nha, để anh mở cho, để anh mở cho. Má không phải rồi. Giết nam. Mày mà đóng nhanh, mày mà đóng nhanh. Gì đây? Ấy bà ơi. Ủa anh đâu rồi? Ê nó cắn tao vô. Ê chết bà nó ơi. No. Ủa? Tao ghét cái chỗ đó. Mày đi đi cờ bê, mày đi cờ bê. Nó cắn tao đi, nó cắn tao đi. Giờ em đi mò đi, giờ em đi mò đi. Thấy mấy cái cửa là mở nhưng mà mở mà thấy cái đỏ đỏ là đóng lại liền nha. Nãy không mở cái van giết nó. Mở cái van không giết được nó, mở cái van chỉ chặn đường nó đi thôi. À chết rồi. Cậu bay không có đèn pin luôn đúng không? Không có này. Shit. Phải có đường đi nước bước nha anh Go. Ừ có đường đi nước bước nhưng mà quan trọng là tự nhiên. Ủa hồi nãy mình đâu có làm đeo gì nhưng nó bay, nó nhìn xuyên tường, nó ngửi được mùi mình hay sao á. Tự nhiên nó đâu ra, nó bay qua nó dí, nó câu tôi đi luôn à. Trời ơi, khó chịu quá à. Thầy, tôi với GB là đà cả hai. Mày có ghét không, không gian hay không? Ê, chạy. Ghét anh. Ừ, anh cũng vậy. Chạy đi GB. Bên trái em. Bên trái em có đường đi, ừ. Đường cục luôn. Trời hồi đợt tụi tôi làm sao để đi qua được cái chỗ này ta. Mày lên mạng anh coi giùm em được không? Lên mạng coi hả? Không, anh nhớ là cái đoạn mà mình có cái thùng mà bự bự á, là cái đoạn đó là đúng á. Cái đoạn đó là đoạn trung tâm luôn á. Mình đi vô từ cái đoạn trung tâm đó, mình đi mò một hồi là mình sẽ thấy cái cửa liền. Cái bên cái phòng này cũng có đường đi rồi bê. Cái bên phòng này có đường đi. Có gì không đâu? Ồ, đừng cục ha. Ok, đi vô cái phòng đối diện luôn rồi, đi vô cái phòng đối diện luôn rồi. Rồi, đi mò đi. Shit. Level này level mấy vậy? Nó trọng á. Sao biết? Lên nè. Hả? 788 lên nè, nhiệt độ lên. Đúng. À. Ồ nhờ hồi nãy biết vậy mình cầm cái máy á mình check cái cửa mọi người. Bên trái có đường rồi, bên trái có đường. Đi vô trong không? Đi lùi về. Ờ bên phải luôn, bên phải. Có gì trong đây không? Mấy đường ống nè. Đi theo cái đèn thử. Cửa đâu hết rồi. Má người bên nó còn không có đèn pin nữa chứ. Cách nào để chuyển góc nhìn qua góc nhìn số 1 của GB không nhỉ? Đi đoạn này là chỉ có cầm cái máy thôi mọi người ơi. Nhiệt độ lên nghĩa là phải quay đầu liền. À ăn cái mod jelly lên chạy nhanh lắm. Ok à. Ok để tôi lên mạng tôi xả thử cái đoạn này coi. SKBE The Back Room Sờ Bích Rinh. À lộn. Bấm update. Sờ Bích Rinh update 4.
Ui, Rồi bây ơi, người ta chơi có một tiếng thôi là người ta đã phá đảo toàn game rồi đó rồi bây. Tôi biết kinh đó hả? Ừ. Người ta chơi có một tiếng thôi mày. Trời ơi, anh em mình đi tới đoạn này là chưa được bằng 1/5 của người ta nữa ba. Ủa từ từ sao tới cái đoạn này nó đi khác mình ta? Ủa tới cái đoạn này đi khác mình rồi ơi, nó đi qua level fun luôn mày ạ. Dạ em tới đây nè, giờ sao anh? Tới đâu? Nè. Kiếm cửa từ từ. Nhưng mà anh thấy người ta đi khác mình mày ạ. Đọc tên đi. Ừ chào bạn Blackpink nhé. Dạ giờ sao anh? Đây từ. Để đang coi lại, Ủa sao đứa nào tới đây cũng đi khác mình hết ta? À đây, thấy rồi. Từ đoạn đầu, quẹo phải. Xong quẹo trái. Quẹo phải thêm cái nữa. Ôi, má đi rối vậy. Okay. Mày nhớ cái đoạn đường mà quay trở lại chỗ cũ không? Anh coi ơi nè, em ở đây nè. Từ từ. Đây anh đang coi. Ôi em chết luôn rồi. Ủa, bị thiếu não hả? Sắp chết não rồi. Trời má, cái đoạn này thấy người ta đi dài lắm mày ơi. Trời. Ôi. Ôi, cái đoạn này tôi thấy người ta đi dài lắm mày ạ. Trời ơi. Rồi. Trời mé, cái đoạn này người ta đi dài lắm. Mà anh biết cách đi không? Từ từ nha. Bây giờ em đi lại cái chỗ... Má tự chỗ này nó lạ quá. Rồi đúng rồi. Đi vô trong, đi lại chỗ cũ. Đi lại cái chỗ mà em vừa ra. Đúng rồi. Rồi trái. Rồi quẹo phải. Đi thẳng. Từ từ nha. Đứng yên. Mày đi tới đoạn này là cũng gần rồi đó rồi bây. Em chết rồi. Chết luôn hả? Sắp chết rồi. Tự nha. Này nó đi tới đây. Quẹo phải. Đi thẳng. Trời ơi, đi luôn rồi. À, khó quá. Cái đoạn này nó rất là dài luôn á. Cái đoạn này thật sự là rất là dài luôn á. Ok từ từ nha anh em, bây giờ tôi không đọc comment được nha, bây giờ tôi là tôi phải tập trung tôi qua nốt cái đoạn này, cái đoạn này hơi căng á, có vẻ căng đó. Lấy cái này. Ok đầu tiên mình đi qua bên đây, ở đây ủa tự nhiên dọn đi thẳng này má, mấy cái đường nó giống nhau quá. Ủa anh đâu rồi? Anh bên đây. Mày đâu? Đây, sau lưng. Ủa mọi người cho hỏi ông chơi lại từ level 0 hả? Đúng rồi, cái map này tự nhiên cái mình vô lại từ đúng lúc đét xong mình phải chơi lại từ level này á mọi người. Anh chạy đâu rồi? Đâu em đâu? Ủa, anh quẹo đâu? Sau lưng. Đây, sau lưng. Đây, bấm sát anh. Nhìn trên đây này.
Cái này 140 là chỗ này là có nó nè, không phải cửa này. Đi qua đây nè mày ơi. Má không có đèn pin nữa chứ. Tức quá. Ủa, hồi nãy mình đi vô cái bình này rồi đúng không? Vậy đi qua bên đây. Đây, đúng đường rồi, đúng đường rồi, đúng đường rồi. Rồi, từ từ nha, trong phòng đó có con, có một con. Ok, đường này đúng rồi nè. Rồi, đi qua đây, đi theo anh, đi theo anh. Ok, rồi, từ từ, dừng. Hình như vô trong cái cửa này. Đây, cửa này, cửa này, cửa này. Từ từ. Ok, quẹo. Xong rồi quẹo vô đây. Xong rồi đi thẳng. Ok, đang đi đúng đường của anh em mình luôn. Rồi đi thêm mấy cái ống. Rồi má ơi, cái đường nó dài. Má, nó dài hơn cả kỷ nguyên, kỷ du ra nữa. Ok, chuẩn bị mình chạy một hồi mình sẽ gặp một cái con. Thì mày ở chạy ở đằng sau anh thì mày nhớ bấm, mày nhớ bật cái vòi lên nha. Ok. Đây, bên đây này. Chuẩn bị gặp rồi, chuẩn bị gặp rồi, chuẩn bị gặp rồi. Sao lại đứng ngay đoạn này? Con mửa nó. Ủa, đi đúng đường không? Ủa đúng mà. Ủa đúng mà, sao lại đứng ngay đó nhờ? Ủa mẹ nó, sao có một con đứng trên đây ta? Chấm đầu chạy qua không? Em đâu biết đâu. Em đi theo anh đấy. Ở đây nó có một cái vòi. Chắc chắn phải có một cái đường khác để đi với ta. Không, đường vô là đường cục. Không đi qua đây thì không thể nào mà có đường nào khác để đi được nữa. Oh man bro. Go lên, anh go. Nè, mày nhìn nè, bên đây có con này đúng không? Đúng rồi. Cái đường nó hẹp như này, mình chạy qua nó được không ta? Từ từ, để anh coi lại thằng này coi. Anh nhớ là nó chạy qua khúc này đâu có con này đâu. À, có. Phải phi hả? Ừ, phải phi rồi, phải phi rồi. Phải phi. Xong rồi còn có mod jelly, có mod jelly ăn chạy nhanh hơn á. Mod jelly hả? Nhưng mà anh mất cái bình xịt rồi. Thôi thôi đi luôn đi. Bây giờ phi qua nha. Thì em cứ chạy theo anh nha. Mình vừa chạy ra okay. Gặp nó là quẹo trái liền, xong rồi chạy vòng theo cái ống bơm nước á. Xong okay. Rồi nó sẽ có một cái van, thì em sẽ bật cái van nó lên, ok chưa? Ok. Rồi 1 2 3. Mẹ mày. Chạy đi rồi bơi, chạy đi rồi bơi, chạy đi rồi bơi, anh bị bắt rồi, anh bị bắt rồi, anh bị bắt rồi. Rồi đâu nữa? Đi, từ từ. Ủa, mày chạy đâu vậy? Từ từ. Lùi về cái chỗ hồi nãy coi, lùi về chỗ, nó bay về chỗ cũ rồi. À, hồi nãy mày đi qua chỗ, từ chỗ nào vậy? Hồi nãy mày đi từ chỗ nào vậy? Rồi từ từ, đứng yên đó, ok. Rồi. Là rồi bay đi vô cái chỗ mà có mấy cái, có cái cây cột thẳng đứng lên vậy ấy hả? Ủa, đó, ủa sao trong cái chỗ GB nó lạ ta? Ủa là mày chạy từ đoạn nào qua vậy GB? Chạy quẹo trái anh nói đó nè. Rồi đi thẳng lên chứ, đi thẳng lên chứ. Không, lùi. Ờ đúng rồi, đi vô cái cửa đó, Phải quẹo trái. Ừ, bây giờ mày chạy ra mà sao mày quẹo trái? Đúng rồi, bây giờ chạy ra quẹo trái mới đúng. Đúng rồi, đó. Cái anh van đằng trước thấy không? Cái này à? Đúng rồi, chạy ở đó xong rồi chạy quẹo trái. Rồi, được rồi. Từ. Đi thẳng, đúng rồi, đi thẳng.
Rồi đứng yên, đứng yên. Đây rồi, hình như cái đoạn này được lưu rồi nè. Ừ mọi người ơi. À, giờ phải đi mò đường cho thằng em. Từ từ nha, đứng yên nha GB. Rồi, ok, biết đường đi rồi. Rồi, bây giờ mày đang ở đây không? Đi thẳng, chuẩn bị gặp, có một con gặp thì chạy nha, Ok. Rồi, ok, gặp thì chạy xong rồi bật cái van để đấy đó. Rồi, đi tiếp, đi qua đó luôn. Rồi, bên trái. Rồi, từ từ đến coi. Ờ, đúng rồi, đi, không có đi vô phòng đó. Đi tiếp. Rồi, bên trái. Anh ơi, bị khùng ở này. Rồi, con kìa. Rồi, chạy. Bên trái, phải. Rồi, bật. Rồi, ok, hay. Rồi, phải. À, không. Lùi về. Từ từ. Ủa, khoan nha, từ nha. Má sao đoạn này nó kỳ ta. À, ừ, đúng rồi. Đi thẳng lên phía trên rồi ơi. Đi thẳng phía trên, có cái cửa phía trên đúng không? Đó, đúng rồi, đi thẳng lên cửa đó. Rồi, ok, quẹo trái. Ôi, con, chết. Bật lên. Ừ. Quẹo trái ở đoạn dưới không phải đoạn trên. Ừ, đúng rồi, đoạn đó đó. Đi thẳng. Rồi, đúng rồi. Ôi, chạy, bật. Ok rồi, tiếp. Bây giờ đi thẳng một đường là tới. Trời ơi, chai hạt quá anh ơi. Chai hạt phải đây. À không, tính ra cũng không hạt lắm, nhờ người ta chỉ. Rồi tiếp nè, giờ đi về. Dạ, bây giờ tới level fun nè. Bây giờ là bị dí nữa nè. Oh my god. Level fun hôm bữa tụi tôi chơi là hình như nó bị lắc mọi người à. Mấy con này bị lắc là nó không ấy. Còn bây giờ là tụi tôi chơi như là hết lắc rồi. Coi chừng nào up like anh chuẩn bị em ơi. Chắc xong level fun này chắc up để level để like sau chơi tiếp rồi bây giờ. Ok. Cái này mà chơi em. Cái này em mà chơi tới sáng thì ấy á. Cái này ừ, mà em. Ờ đúng rồi. Thật ra là không chơi like chơi nó sẽ đỡ ấy hơn. Ừ. Tụi tôi chơi tới cái đoạn update thì được. Tại vì cái đoạn này tôi chơi qua hết trơn rồi. À, đúng chơi lại tưởng đâu là ổn áp chứ ai về đâu. Ai vậy, bóc phải chơi lại nó mệt hơn. Ừ, chơi lại hơi mệt á. Không có đèn pin này, ai đèn pin này. Ui, giật cả mình. Mẹ ơi. Ra khỏi đoạn này là chạy rồi ơi. Ok. Đâu đây? Rồi, chuẩn bị nè, chạy. Ôi, em mới nghe tiếng đó. Chưa, nó chưa đâu. Giờ thôi chờ. Em nghe rồi. Nghe rồi hả? Rồi, vậy chạy thôi. Nghe tiếng rồi, nhưng mà nghe có xíu xong mất tiêu rồi. Rồi, chuẩn bị qua đó. Kìa. Quẹo lẹ nó ơi. Chuẩn bị quẹo. Ok, let's go. Rồi, cái phòng bong bóng nữa. Phòng này dễ mà. Hôm nay được cà đi dễ mà. Ôi uống nước ăn bánh anh ơi, chết não. Ui nhưng mà, ủa có nước bánh không, Em còn nước với bánh không? Anh mới rồi chết luôn rồi, uống xong chai nước chết luôn. Ủa sao kỳ vậy? Uống xong chết luôn á. Mày uống chai nước đỏ à? Không, em sắp hết thời gian rồi, uống không kịp. Ê cái đoạn này vui nha anh. Ê, tụi cầm bóng bóng kìa luôn. Cái đoạn này có góc bung á, nhớ không? Nhớ. Nè, góc bung nè. Tự nhiên nó quay đầu ra vậy sao đi? Giờ chỉ có nước ra cho nó ấy thôi, chứ quay đầu ra vậy sao đi? Ê, như đoạn này phích rồi mày ơi. À, hết bung rồi hả? Nhưng mà tao quên đường đi rồi. Thẳng kìa. Đừng lấy chai nước màu đỏ nha, chai nước màu đỏ là uống vô là đi luôn á. Ok. Tôi quên đường đoạn này rồi.
Đoạn này là bởi vì cái chỗ này mấy con này nó nghe nhạc bự quá, nghe nhạc to quá, nên là nó không có nghe được cái tiếng chân của mình đi. Nhưng mà mình vẫn phải đi ngồi nha, mình mà đứng lên mình đi là cũng thấy bà mình đó. Đứng lên vô, mình anh qua được cái màn này là anh hay lắm á. Ủa giờ đi đâu ta? Ôi, chết bà rồi. À, nó chơi nó du kích kìa. Trong đó còn con em chưa kịp nói với anh luôn. Ủa mày thấy được mà đúng không? Ờ em thấy mà em chưa kịp nói với anh chết rồi. Trời ơi. Đừng lấy chai nước đỏ nha. Ok. Nè, đoạn này. Từ từ nha, gờ bơ đứng vậy đó để anh coi cái con này có quay mặt ra ngoài không. Má này vẫn em quay mặt ra ngoài mày. Ờ. Đoạn này có thằng hy sinh. Thì cái con nó quay mặt ra ngoài thì làm sao mà chơi được. Rồi để anh chỉ đường cho mày đi nè. Ơ à, sao chân bóc rồi. Từ từ nha người ơi. Anh restart lên rồi. Dạ? Chân bóc rồi anh không chỉ mày đi được. À. Đi. Level fun là một trong những level an toàn nhất của Bắc Râm. Ừ an toàn. Để em bung chưa. Ôi. À mày bung chưa chứ. Còn mày nhìn đường giùm anh nha, mày nhìn đường giùm anh nha. Ok. Shit. À, con này đang đứng nó nhảy nè. Anh chim lâu chưa? Ừ anh chim cũng được 2 tiếng rồi đó em. Cái này phải chơi lại từ đầu thôi chứ mà nãy giờ mà không chơi lại từ đầu là nãy giờ tôi đi xa lắm rồi á. Nãy giờ xong luôn rồi. Ừ đúng rồi, mấy giật mình mày. Tại vì bây giờ không được đi vào trong đó mà là đi qua cái góc vuông. Anh nhớ không nhầm là đoạn này phải đi qua cái góc vuông cơ. Đúng nhưng rồi. Mà góc vuông cái con kia nó nhìn thấy sao ta? Nè có một con nó nhìn thấy mà ta, đúng không? Con này nhìn thấy không nhờ? Không đâu anh, cứ đi đi, nó không thấy đâu. Cái đoạn này hồi trước mình đi rồi, nó không thấy được. Cắm mặt vô tường đi thôi. Đó, đâu thấy đâu. Không thấy thiệt. Nhìn anh bò trong hèn quá. Phải hèn vậy chứ, phải hèn vậy mới chơi được. À, tới cái đoạn này căng nè. Phải chạy á, đoạn này phải chạy á. Ừ, không, nhưng mà lên trên kia mới chạy. Nhưng mà đoạn này căng nè. Chạy tới cuối đường hay sao? Đó chạy rẽ trái đó. Đây khó phết. Cố lên, đây khó phết đấy. Hai. Ây trời ơi. Ủa? Cái đoạn nó chui, cái không gian nó bị kẹt mẹ ơi. À phải chui vô giữa ha, phải chui làm sao ta? Trời đi lại từ đầu. Ơi. À cay thật. Có ta. À nó lại quay mặt ra ngoài chứ. Không được, không kịp okay. Đâu, không kịp đâu, chú vô không kịp đâu. Sao kỳ vậy? Em nhớ trước kịp mà. Không kịp, chú vô không kịp. Nãy anh thử rồi bị á. Cứu thật. Vậy là ủa vậy là buộc phải có một người chết hả? Ừ, tại vì mình chơi hai người. Nếu mà mình chơi một người là núp mặt vô tường. Ủa à... anh chơi lại hả? Không có game mà núp đét. Nhưng mà tôi không hiểu sao lúc mà núp đét xong mà tôi bị mất cái file save á mọi người nào, tôi phải chơi lại từ đầu. Xui ừ xui. Đó cái đoạn đó mà chạy cố thêm xíu là được rồi. Ok á. Ê rồi anh mới có cái đoạn speedrun đó mày. Hình như là cái đoạn núp đét lên là bằng cái thời lượng mà chơi với lại mấy cái đoạn cũ mà mình đã từng chơi á ba. Trời. Ừ, tức là dạ cái, nhiều lắm mà. Cái speedrun cũ á là tụi nó chỉ speedrun trong vòng 38 phút thôi đúng không? Nhưng mà cái speedrun mới này thì nó speedrun trong vòng 58 phút là hơn tầm khoảng 20 phút. Mà speedrun thì thường nó sẽ chơi nhanh hơn mình tại vì mình chơi mình phải mò. Ừ, thì tụi nó chơi trước đó rồi. Ờ,
Nên là điều đó suy ra là cái bản update mới gần đây á là nó gần gấp đôi. Nó update lên gần gấp đôi á. Trời ơi, vậy tha hồ chơi nè. À trời, ẩy trẻ luôn. Chắc phải chia mấy phần nữa mọi người. Chia một phần không chơi được, không chơi được, chắc không chơi hết được đâu. Rồi, chuẩn bị múa vào lo Dantilo nè. Mặt mấy con này nó hơi ghê. Mặt mấy con này hơi ghê thiệt. Rồi, múa nha cậu ơi. Được rồi. Một. Cố lên, em ba. Tin anh làm được. Và đó là Florentino. Làm thầm dịch yeah. Cố lên. Ây. Kìa, sao vẫn chết ta? Sao bị bắt vậy? Là cái bàn đầu vậy, cái bàn đầu kìa. Cái bàn đó không được, phải chui vô cái bàn đầu tiên á. Để anh coi tụi nó nhảy ra đoạn này nhảy sao. Không biết sao thì tụi nó chơi, biết lên tụi nó sẽ chọn easy. Mà chọn easy thì nó đi rất là, tụi nó chạy rất là nhanh, nó chạy không tốn stamina luôn. Dạ sao anh? Từ, anh đang coi thử coi đường nó đi, có đúng đường mình đi không? Má sao dựng chết ta? Kỳ vậy nhờ. Ta thằng này nó đi kỳ vậy ta. À. Gì vậy? Ê, em nhớ cách bung rồi. Bung sao? Nhưng mà không biết còn dùng được không? Ê, anh chạy ra đó đi. Em chỉ cho. Đâu, chạy ra sao? Anh đây. Anh chết đi, anh chết đi xong chỉ bung nha. Tao bung sao? Bây giờ nó quen quay mặt vô hết rồi đúng không? Đây đây đây, chỉ bung cho. Ồ, trời ơi, có cái gì bung hết ta? Ừ, nhớ rồi, nhớ cách bung rồi. Đây đây đây, đi lại. Đâu đâu bung sao bung sao? Má nghe hấp dẫn dữ vậy. Nghe cứ bung là hấp dẫn ấy nha. Đồ chơi ăn gian anh. Nè nè, anh đứng đây để em qua đây. Ừ rồi. Anh đứng đây. Thấy không? Ờ, rồi giờ sao? Cứ đi qua đi. Thấy không? Anh chạy thẳng luôn, tụi nó không làm gì anh đâu. Chạy qua tụi nó không làm gì anh đâu. Chạy thẳng luôn, tụi nó không làm gì anh hết trơn á. Anh chạy luôn được, đi bộ luôn được. Ủa, cái học ở đâu vậy? Hả? Cái học ở đâu vậy? Cái này là hồi trước em làm lần rồi mà, xong giờ em nhớ lại. Nhưng mà mấy con phía sau này có cái không? Có anh. Chỉ mấy con đầu thôi. Cái môn này trước em làm lần với anh rồi đó. Nhớ không? Anh nhớ không? Trời ơi. Thấy nhưng mà mấy con sau này mới căng chứ. À dạ, nó chưa fit cái lỗi này, anh ơi, vẫn bung được. Ừ. Bạn Đức Minh không vô like của anh hả? Ôi, nói chung là tùy like chứ bạn, đâu phải lúc nào cũng bắt người ta coi livestream của mình được. Vậy là mấy hôm nay tôi like hơi bị trễ. Giờ đoạn này anh tính sao? Trời, anh đang gán đi qua cái đoạn này nè. Tự nhiên mình sẽ thử bước vào đây trước mọi người ơi. Con nào trong đây hết. Ủa gì vậy? Em vô với anh chứ gì. Mày đâu ra vậy, làm giật mình mày. Tao tưởng nó chui vô. Sao mày qua được đây vậy? Thì em bung rồi, em qua được mà. Rồi chuẩn bị nè, một thằng sống, một thằng chết nè. Rồi ok, anh giữ lại rồi. Chui xuống bàn là được rồi đó, cái bên mày chui xuống bàn là mày cắt đuôi được tụi nó đó. Rồi, rồi ok, đi ra đi. Nó đi rồi, nó đi rồi. Từ từ nha. Ừ đúng rồi. Em thấy bên trái không? Dụ cho con nó chạy theo em chạy một vòng xong rồi em chạy bên trái đó, xong rồi em quẹo phải, em vòng ngược lại, em đi thẳng là ra tới cái cửa. Vòng ngược lại là vòng về hướng nó hả?
Từ từ bây giờ em giữ ngồi xuống, em đi qua từ từ có được không? Ừ đúng rồi. Qua đâu? Qua sau lưng đó hả? Đúng rồi, qua sau lưng đó, dòng qua sau lưng đó. Ừ nó không thấy mày. Ờ. Mình không cần lều mà. Mình không cần lều. Không cần lều, không cần lều. Ok ok, qua được, qua được, qua được, qua được. Rồi, đi tiếp, đi tiếp. Đừng có đứng nha, đừng có đứng nha. Chơi nha, chơi nha, chơi chơi đứng được nha, chơi đứng được nha. Từ từ, đứng yên, đứng yên. Đang coi bên đó có con nào không? Không có. Đi tiếp, đi tiếp, đi tiếp, đi tiếp, đi tiếp. Rồi, đứng lên đi được rồi đó, đi từ từ được rồi đó. Rồi, ok, tới rồi. Bị trái. Easy. Easy. Nãy gì không à? Uống chai nước ăn mừng ơi. Easy không à? Ôi ôi, tới cái đoạn này. Ông mày chọn ống nào vậy? Ống xanh lá cây. Rồi bây giờ anh em mình mỗi đứa một chỗ rồi nè. Cái đoạn này tôi ghét cái đoạn này. Tôi cũng ghét cái đoạn này. Anh go tính lại tới mấy giờ vậy? Anh cũng không biết nữa. Thôi chắc giờ tôi sẽ offline luôn á mọi người ơi. Chào mấy mọi người, tôi sẽ offline đoạn này. Cảm ơn em đã coi rất nhiều và ở livestream sau. Ở cái livestream tầm khoảng thứ hai mình sẽ bắt đầu mình chơi ở cái phiên bản update của cái game này nha mọi người. Chứ bây giờ chơi bản này nó đang bị chơi lại từ đầu á, bị chán á. Bye bye mọi người. Anh em mình chơi. Ok, rồi bye bye mọi người, chơi livestream top top nha.